Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 29. Ánh mắt đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Túy Ông, bên trong đều là vẻ kinh hãi. Ninh gia lại bị người diệt tộc, nếu như không phải trưởng lão Ninh Vực Ninh gia nói ra, bọn hắn thật đúng là không tin, người Ninh gia tự nguyền rủa gia tộc mình. Mọi người biết rõ sự tình Ninh gia bị diệt tộc 89 phần 10 là thật. Là ta thì như thế nào? Sắc mặt Túy Ông thập phần bình tĩnh nói, vừa mới nói cho ngươi, vốn muốn cho ngươi sớm chuẩn bị, ngươi lại không tin. Ngươi, Ninh gia đại trưởng lão tức giận, sắc mặt một trận xanh, một trận tím. Ánh mắt đám người nhìn về phía Túy Ông lộ ra vẻ cổ quái, ngươi nói gia tộc người ta diệt vong, người ta làm sao tin. Ninh gia dù sao cũng là gia tộc khổng lồ tại Đại Ly Đế Triều tồn tại mấy ngàn năm, làm sao lại đột nhiên diệt vong được. Chủ yếu nhất là đại trưởng lão Ninh gia đoán chừng cũng vừa tới, rời Ninh gia căn bản không có bao lâu. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn mấy chục chiến hoàng cảnh cường giả Ninh gia cùng gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh bị Tiêu Phàm giết chết. Có thể ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Ninh gia liền diệt vong, đổi lại những người khác cũng đều sẽ không tin. Lão bất tử, ta giết ngươi. Đại trưởng lão Ninh gia rốt cục đem tất cả phẫn nộ, chịu đựng hóa thành sát cơ đáng sợ, như một đầu dã thú điên cuồng hướng về Túy Ông đánh tới. Hỏa Hoàng nhất thời không biết làm sao, hắn còn đắm chìm trong tin tức rung động kia, trong lòng cũng càng hiếu kỳ hơn thân phận Túy Ông, có thể lặng yên không một tiếng động diệt Ninh gia, thực lực này cũng quá đáng sợ. Ai, ta đã sớm nhắc nhở. Phía sau Bắc Thần Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói. Giết ta, Túy Ông mặt coi thường, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Đại trưởng lão Ninh gia tựa như cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, toàn bộ thân thể đột nhiên bay ngược ra, trong miệng máu tươi cuồng phun. Ba, ngay sau đó, một tiếng vang giòn truyền đến, theo tiếng truyền đến còn có thanh âm xương vỡ vụn, trên mặt đại trưởng lão Ninh gia có một dấu bàn tay to lớn, cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt, cả người va sụp mấy tòa nhà, có thể thấy một trưởng này rất đáng sợ. T, đám người hít một hơi lạnh, hô hấp đều biến thành dồn dập. Đây chính là chiến đế cường giả đó, không phải là chiến vương. Chiến hoàng lại bị một cái tát bay, hơn nữa còn là cách không. Kể từ đó, thực lực vậy lão đầu dơ giấy há không phải rất cường hãn sao? Chiến thánh, đám người trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ này, bất quá cuối cùng vẫn phủ định, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói Đại Ly Đế Triều có cường giả cấp bậc chiến thánh. Cho dù là Nam Cung gia tộc cũng không có khả năng nắm giữ, bằng không. Nam Cung gia tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ tam đại gia tộc tồn tại. Hỗn trướng, đại trưởng lão Ninh gia gào thét, từ trong phế tích bay ra. Dù sao cũng là chiến đế cảnh, cho ngươi một cái thể diện trước khi chết, ngươi tự sát đi. Con ngươi Túy Ông băng lãnh, ánh mắt đục ngầu đột nhiên tinh quang bắn ra, đáng sợ tới cực điểm. Tự sát, nghe được hai chữ này, toàn thân đại trưởng lão Ninh gia run lên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đáng sợ bao phủ hắn, đến cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn là chiến đế cảnh mà, làm sao lại chết ở chỗ này? Đại trưởng lão Ninh gia trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn gào thét, nhưng hắn phát hiện căn bản kêu không được. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tĩnh như ve mùa đông, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, đến thở mạnh cũng không dám thở. Tiền bối, tha cho hắn một mạng đi. Đột nhiên một đạo thanh âm thập phần trung khí, hùng hậu vang lên. Thanh âm không lớn khiến cho người ta có loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy đám người nơi xa nhau nhau ra một con đường. Tại cuối con đường, chín đầu ngân sư hai cánh to lớn lôi kéo một cỗ chiến xa chậm rãi đi tới. Đứng phía trên chiến xa là một nam tử trung niên mặc kim sắc long bào, đầu đội bình thiên quan. Nam tử trung niên hai tay vác lập, hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt giống như thần kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Dáng người cao gầy thẳng tắp như tùng, khí vũ hiên ngang, bên trong vô hình tản ra một cỗ khí tức đáng sợ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh trung niên nam tử có hai hàng cường giả thủ hộ, trên thân mỗi người phát ra khí tức đều là chiến hoàng cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy điệu bộ này, liếc mắt ai cũng liền nhận ra thân phận nam tử trung niên. Chính là Đại Ly Đế Chủ, Nam Cung Vũ. Bái kiến Đế Chủ. Hai bên đường phố, tu sĩ Đại Ly Đế Triều nhao nhao quỳ một chân trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đại Ly đế chủ, Tiêu Phàm híp hai mắt, dù hắn gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng cũng bị khí thế Đại Ly đế chủ Nam Cung Vũ làm cho chấn kinh. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn rất muốn biết Đại Ly đế chủ Nam Cung Vũ đến nơi này là làm cái gì. Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang bọn họ đứng bên người Tiêu Phàm, sẵn sàng trận địa đón địch, nếu như Nam Cung Vũ muốn gây bất lợi cho Tiêu Phàm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Hơn nữa, có Túy Ông, lo lắng trong lòng bọn hắn cũng tiêu tán không ít, chỉ ít ngữ khí Nam Cung Vũ vẫn hết sức hiền lành. Bàn tử do dự một cái, cuối cùng vẫn cúi thân thể xuống, nói, Hải Nhi gặp qua phụ đế. Nam Cung Vũ nhìn bàn tử liếc mắt, cũng vẻn vẹn nhìn một chút, không có nói thêm cái gì, từ trên chiến xa đi xuống, xuất hiện cách Túy Ông không xa. Tiền bối, Ninh đại trưởng lão dù sao cũng là chiến đế cảnh, tha cho hắn một mạng đi. Hắn chết, đối với Đại Ly đế triều là tổn thất rất lớn. Nam Cung Vũ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù khẩn cầu nhưng cũng không có quá mức. Đại Ly đế triều ngươi cùng lão đầu có quan hệ gì? Túy Ông thản nhiên nói, căn bản không đem Nam Cung Vũ để ở trong mắt, một bên Ninh gia cũng đã giết, còn sợ nhiều thêm một tên đại trưởng lão Ninh gia. Nam Cung Vũ ngữ khí trì trệ, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, lúc này mới nói, không biết tiền bối như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn. Túy Ông không để ý đến Nam Cung Vũ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đồ nhi ngoan, người nói giết hay không? Tiêu Phàm nhếch miệng, một mặt khó chịu, người làm sư tôn lại không sợ đắc tội Nam Cung Vũ, trực tiếp giết đi, hỏi ta làm cái gì? Bất quá nhìn thấy Túy Ông cười tủm tỉm. Tiêu Phàm trong nháy mắt biết rõ Túy Ông có ý đồ gì. Ninh gia đại trưởng lão là chiến đế cảnh, bản thân sợ sao? Sợ, đây là không hề nghi ngờ, không chỉ hắn sợ, tất cả mọi tu sĩ cấp thấp đều sợ, nhưng Tiêu Phàm sợ lại không phải thực lực bị đối phương trấn nhiếp, mà là hắn sợ đối phương ứng phó thân bằng hảo hữu của hắn. Nếu như không giết đại trưởng lão Ninh gia, bản thân có lẽ sẽ không chết, nhưng thân bằng hảo hữu của hắn thì sao? Chỉ là nếu như giết hắn mà nói, há không phải nói rõ bản thân sợ hắn, bởi vì hắn là chiến đế, liền đã sợ hắn. Lão sư, ngươi thật đúng là cho ta một vấn đề khó, hơn nữa còn để ta ngay trước mặt nhiều người như vậy đắc tội cha lão nhị. Trong lòng Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục thanh minh, bởi vì hắn phát hiện phần lớn tất cả ánh mắt mọi người đều rơi trên người hắn. Giết, Tiêu Phàm lạnh như băng nói ra một chữ. Vì thân bằng hảo hữu, Tiêu Phàm vẫn lựa chọn quyết định này, về phần phụ thân Nam Cung Vũ của bàn tử, đắc tội cũng đắc tội rồi, dù sao sự tình Nam Cung Thiên Giật hắn sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Được, như ngươi mong muốn, Túy Ông trên mặt cười, cười rất vui vẻ, tựa như đây chính là đáp án hắn muốn. Sắc mặt Nam Cung Vũ biến băng lạnh, đáng tiếc, lúc hắn muốn ngăn cản thì đại trưởng lão Ninh ra nơi xa đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung. Hóa thành một vũng máu. Ninh vực nơi xa bị dọa đến biến sắc, không chút do dự nhấc chân chạy, đáng tiếc Túy Ông cũng không cho hắn cơ hội, lấy tay vung lên, Ninh vực kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung. Lần trước Tiêu Phàm thả đi, lần này đã không cần thiết. Chém giết Ninh vực, Túy Ông chỉ thuận tay mà làm, chỉ lần này mà thôi. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không ngờ tới Ninh gia hôm nay bị hủy diệt. Một chút gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Đại gia tộc bị như thế, tiểu gia tộc nên làm như thế nào đây? Vạn vật có thịnh tất có suy, đều là trốn không thoát luân hồi. Ninh gia bị hủy diệt, mặc dù tương đối đột ngột nhưng cũng không phải là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Phong Lang đứng sau lưng Tiêu Phàm, nắm đấm nắm chặt, hắn suy nghĩ đến cửu nhân, có thể nhìn đến Tiêu Phàm tự tay giết trên trăm chiến hoàng Ninh gia, chém giết Ninh vô thánh. Trong lòng Phong Lang cũng kích động không thôi. Chỉ là Phong Lang không nghĩ tới, Ninh gia vậy mà tùy tiện liền bị hủy diệt, cái này có chút mộng ảo nhưng lại chân thực phát sinh. Đại ca, thù chúng ta rốt cục cũng được báo, từ nay về sau, ta sẽ đi theo công tử, xông ra một phiến thiên địa, ngươi nếu trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi. Trong lòng Phong Lang trầm ngâm nói. Phong Lang cùng Thiên Tàn bị Ninh gia xem như nô lệ bán cho sinh tử đấu trường. Nếu như không phải thực lực hai người cường đại, gặp được Tiêu Phàm may mắn sống sót, đoán chừng hiện tại Phong Lang hắn đã trở thành một nắm cát vàng. Thù này khắc cốt minh tâm,
thế nhưng Phong Lang đột nhiên phát hiện, Ninh gia bị hủy diệt, trong lòng hắn cũng cảm giác vắng vẻ. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang liếc mắt, tụ thanh âm thành tuyến nói, không cần rầu rĩ vì Ninh gia tại Đại Ly Đế Triều có lẽ cường đại, nhưng phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục tính được gì? Vâng, công tử. Phong Lang hít sâu một hơi, gật đầu nói. Sắc mặt Nam Cung Vũ không dễ nhìn, ánh mắt nhìn về phía Túy Ông có chút bất thiện. Ta trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi mặt mũi, ngươi dám không nhìn ta, chẳng lẽ ngươi ngay cả Đại Ly Đế Triều đều không để ở trong mắt sao? Tiêu Phàm đúng không, đại nhi tử của ta là bị ngươi giết chết. Nam Cung Vũ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt sát khí lấp lóe. Rốt cục cũng đến, vừa mới cùng người Ninh gia giao thủ, đã có người đem sự tình bên trong cổ địa bí cảnh nói cho Nam Cung Vũ, a, xem ra người muốn Tiêu Phàm ta chết có không ít. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề. Trước đó hắn còn lo lắng không thôi, nhưng hiện tại có Túy Ông ở đây, lo lắng của Tiêu Phàm tiêu tán không ít. Túy Ông có thể vì hắn hủy diệt toàn bộ Ninh gia, há lại sẽ để bản thân rơi vào trong tay Nam Cung gia tộc. Đương nhiên, đây không phải vốn liếng Tiêu Phàm tự ngạo, hắn có thể không nghĩ một mực phía dưới Túy Ông phù hộ, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại mới có thể không sợ tất cả. Không phải là thực chứ? Tiêu Phàm thật đúng là gan to bằng trời, Nam Cung Thiên Giật cũng dám giết. Hắn có cái gì làm không được, Ninh gia, Sở gia có vẻ như cũng không ít người chết ở trong tay hắn, tốt nhất đừng đắc tội hung thần này. Cho dù diệt Ninh gia, lần này Tiêu Phàm đoán chừng vẫn khó thoát khỏi cái chết, sư tôn hắn mạnh, nhưng đế tộc cùng Ninh gia có thể không phải cùng một cấp độ. Nam Cung Vũ vừa dứt lời, ánh mắt đám người tất cả đều quét về phía Tiêu Phàm, có kinh ngạc, có rung động. Nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Phụ đế. Bàn tử sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng mở miệng nói. Nam Cung Thiên Giật sao? Là bị ta giết chết. Không đợi bàn tử nói xong, thanh âm Tiêu Phàm liền vang lên, cũng không có phản bác. Hoa Hoàng nơi xa thần sắc hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đã không còn bất luận sự cừu thị. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Giật cũng coi là báo thù cho Nhược Lưu Thường. Hừ, Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp đáng sợ hướng về Tiêu Phàm quét đến, sát cơ không mảy may che giấu. Làm sao, người cũng muốn Nam Cung gia tộc diệt vong. Túy Ông một chút không nhường, lạnh lùng nhìn Nam Cung Vũ. Lời nói đơn giản lại bá đạo, đánh trúng chỗ yếu Nam Cung Vũ. Hắn vừa mới biết được sự tình Ninh gia bị diệt. Nhưng cũng chính là như thế, hắn đối với người hủy diệt Ninh gia có chút kiêng kỵ. Theo hắn thu thập được tin tức, Ninh gia trong thời gian nửa chén trà nhỏ liền bị hủy diệt hầu như không còn, cho dù nội tình Nam Cung gia tộc cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được. Là ngươi diệt Ninh gia, ánh mắt Nam Cung Vũ hơi hơi ngưng tụ, trong lòng vẫn còn có chút không tin. Lão đầu ta ghét nhất đồ ỷ mạnh hiếp yếu, không nhìn quen liền trực tiếp giết sạch. Túy Ông uống một hớp rượu, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Nam Cung Vũ nheo mắt, khí thế không thua, người có thể thử xem. À, lão đầu ngược lại đã quên, Nam Cung gia tộc tại Vô Song Thánh Thành còn có nhất tịch trưởng lão. Túy Ông cười tủm tỉm mở miệng, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Nghe nói như thế, đại đa số người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc số ít người lại kinh ngạc không thôi. Không bình tĩnh nhất phải kể tới Nam Cung Vũ. Việc này là bí mật Nam Cung gia tộc, hắn như thế nào biết? Chẳng lẽ lão đầu là người Vô Song Thánh Thành? Nếu như thực sự là dạng này, nhi tử của hắn há không phải chết vô ích? Nam Cung Vũ trong lúc nhất thời không dám đánh cược, mặt ngoài Nam Cung gia tộc xác thực không phải đơn giản như vậy. Trong mắt rất nhiều người, Nam Cung gia tộc so với Tam Đại gia tộc có cường đại hơn một chút, nhưng cường đại có hạn. Nhưng ai cũng không biết. Nam Cung gia tộc muốn hủy diệt Tam Đại gia tộc cũng không khó, chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi. Bất luận cái gì, nhất định phải có cạnh tranh mới có thể tiến bộ, đồng dạng, Đại Ly Đế Triều cũng giống như thế, chỉ cần không uy hiếp lợi ích Nam Cung gia tộc đều sẽ không can thiệp thái quá. Đương nhiên, mặt ngoài Đại gia tộc cũng không đơn giản như vậy, tựa như Sở gia, đây chính là gia tộc mà Nam Cung gia tộc không dám tùy tiện vọng động. Tốt. Rất tốt, Nam Cung Vũ hất ống tay áo, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm, sau đó quay người rời đi. Đám người kinh ngạc không thôi, Nam Cung Vũ vậy mà không có động thủ, chẳng lẽ sư tôn Tiêu Phàm đáng sợ như vậy? Phải biết,
ngoại giới nghe đồn Nam Cung Vũ sớm đã đột phá đến chiến đế trung kỳ, nhiều năm như vậy đoán chừng đã bước vào đến chiến đế hậu kỳ, dạng tu vi này còn e ngại sư tôn Tiêu Phàm. Đám người nhìn về phía Túy Ông, trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, nếu như muốn diễn tả Túy Ông bằng ngôn từ, chỉ có một từ thâm bất khả trắc. Đến Nam Cung Vũ đều không muốn dò xét Túy Ông sâu cạn, liền có thể nghĩ. Phụ đế. Đang lúc Nam Cung Vũ chuẩn bị rời đi, bàn tử đột nhiên kêu lên, thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù hắn bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ, nhưng hắn vẫn như cũ coi Nam Cung Vũ là phụ thân hắn tôn kính nhất. Cùng chấm trở về, Nam Cung Vũ nhàn nhạt quét bàn tử liếc mắt, quay người chuẩn bị rời đi. Chấm, phụ đế, xem ra, ta vẫn luôn là con rơi trong Nam Cung gia tộc. Trong lòng bàn tử có chút không hiểu bi thống. Trước kia Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn đều xưng ta, nhưng hiện tại lại xưng chấm. Làm sao, người không đi? Nam Cung Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bàn tử nói, ngữ khí có chút hờ hững. Bàn tử lắc đầu, đột nhiên hướng về phía Nam Cung Vũ cúi người, hít sâu một cái nói, phụ đế, ta sẽ không về đế cung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó lấy tay vung lên. Trước người bàn tử đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Oanh, Nam Cung Vũ nhìn thấy thi thể kia, trong nháy mắt trên người lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt phát xanh, rất hiển nhiên, đây là thi thể Nam Cung Thiên Giật. Bàn tử cũng bị chấn lui ra phía sau mấy bước, thể nội máu tươi sôi trào, trong bàn tay Long Đế kiếm xuất hiện, sau đó ném đi, chậm rãi bay tới trước người Nam Cung Vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy thi thể Nam Cung Thiên Giật, trong lòng kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn hắn biết Nam Cung Thiên Giật đã chết, nhưng nhìn thi thể lại là một chuyện khác. Bàn tử hít sâu một cái, quay người hướng về phía Tiêu Phàm bọn hắn đi tới. Nam Cung Tiêu Tiêu, đột nhiên, một tiếng quát chói tai đột nhiên gọi lại bàn tử. Nam Cung Vũ con người băng lãnh nhìn chằm chằm bàn tử, gần từng chữ một, đại ca ngươi chết, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Nam Cung Vũ thần sắc băng lãnh nhìn thi thể Nam Cung Thiên Giật, một cỗ khí tức lạnh lẽo tập trung vào bàn tử. Bàn tử toàn thân khẽ run lên, hắn không phải kinh ngạc Nam Cung Vũ hoài nghi bản thân giết chết Nam Cung Thiên Giật, mà là Nam Cung Vũ có loại thái độ này với hắn. Quá lạnh lùng, không giống như một phụ thân nói chuyện với nhi tử, mà giống như một cửu nhân. Đúng, bàn tử cắn răng nói. Hắn là đại ca ngươi, ngươi lại muốn giết hắn. Một tên nghiệt xúc, Nam Cung Vũ gầm thét một tiếng, trở tay một chưởng vỗ trên bờ vai bàn tử. Bàn tử nào sẽ nghĩ đến Nam Cung Vũ sẽ ra tay ứng phó mình. Nhưng nếu biết, bàn tử cũng sẽ không hoàn thủ, chỉ là hắn phát hiện lòng thêm đau nhức. Phốc, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình bàn tử đột nhiên bay ra mười mấy mét, trên mặt đất trượt đến mấy mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Nam Cung Vũ, hổ dữ không ăn thịt con mẹ nó ngươi là người sao? Nam Cung Thiên Giật là bị ta giết chết, có bản sự hướng đến ta. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên người bàn tử, hướng về phía Nam Cung Vũ nơi xa gào thét nói. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như vậy, bàn tử như thế nào cũng là nhi tử Nam Cung Vũ, vậy mà hắn ra tay tàn nhẫn như thế. Thậm chí trong lòng Tiêu Phàm có ý nghĩ, bàn tử tuyệt đối không phải là thân sinh Nam Cung Vũ, bằng không làm sao hắn hạ thủ được. Ngươi là thứ gì, chấm giáo huấn nhi tử, lão tử giáo huấn nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, liên quan gì đến ngươi? Nam Cung Vũ lạnh lùng quét ngang, nhìn hằm hằm Tiêu Phàm. Trên người sát cơ nở rộ, nếu như không phải kiêng kỵ Túy Ông, lão tử đã sớm một bàn tay đập chết tiểu tử ngươi, nhìn tiểu tử ngươi còn có thể thuyết tam đạo tứ hay không? Đúng vậy, lão tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, nhưng lão tử bảo hộ huynh đệ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm mảy may không nhường, gian nan đỡ bàn tử dậy, giận dữ hét. Sắc mặt bàn tử trắng bệch, trên mặt lóe qua một tia tuyệt vọng, vẻ tuyệt vọng này cũng không phải là hắn sợ chết, mà là hắn tuyệt vọng đối với Nam Cung gia tộc. Trở lại Ly Hỏa Đế Đô, hắn ngày đêm tu luyện, chỉ hy vọng có thể lần nữa được Nam Cung gia tộc tán thành. Nhưng mà tất cả cố gắng đổi lấy chỉ là một loại hờ hững. Dù phụ đế đã từng sủng ái hắn nhất, bây giờ cũng băng lãnh như thế, mỗi người một ngả. Nếu như không phải trong cơ thể Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là máu Nam Cung gia tộc,
tương lai đối với Nam Cung gia tộc có chút giá trị lợi dụng, thì đoán chừng hắn đã sớm chết. Hừ, Nam Cung Vũ cười lạnh một tiếng phất tay, thi thể Nam Cung Thiên Giật bị hắn thu hồi, sau đó chậm rãi hướng bản tử đi đến. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam Cung Thiên Giật muốn giết hắn, ngươi là phụ thân có từng nói qua cái gì? Ngươi không có, hiện tại Nam Cung Thiên Giật bị ta giết chết, bởi vì lão sư ta ở đây, ngươi không làm gì được ta, liền đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Cùng là nhi tử ngươi, vì sao ngươi thành kiến như thế? Tiêu Phàm nhìn thẳng, một bên giống giận, một bên đem bàn tử đẩy ra phía sau lưng. Cút ngay, Nam Cung Vũ băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, trong mắt đều là hờ hững, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lão sư, Tiêu Phàm tự biết bản thân không có khả năng ngăn cản Nam Cung Vũ, đành phải đem hy vọng ký thác vào túy ông, trong mắt càng là khẩn cầu vẻ. Nam Cung Vũ nói không sai, lão tử giáo huấn nhi tử là thiên kinh địa nghĩa. Túy ông lắc đầu, thản nhiên nói, đồng dạng, ngươi cũng nói không sai, bảo hộ huynh đệ mình cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi có đầy đủ thực lực sao? Nghe túy ông nói, trong lòng Tiêu Phàm run lên, đúng vậy, hắn không cách nào bảo hộ huynh đệ mình là bởi vì thực lực không đủ. Nếu như ta có đầy đủ thực lực, dù là Nam Cung Vũ thì như thế nào, sao dám động một sợi lông huynh đệ mình? Thực lực, trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Chiến hoàng cảnh vẫn còn thiếu rất nhiều, trên còn có chiến đế, thậm chí chiến thánh. Chỉ cần ngươi chưa đạt tới đỉnh phong, sẽ có người sẽ lấy đủ loại lý do tới áp bách ngươi, bắt ngươi thỏa hiệp, khuất phục. Thậm chí có thời điểm vì một lời không hợp liền sẽ máu chảy thành sông, đây chính là thế giới tu giả tàn khốc, nắm đấm chính là đạo lý. Ngươi hiện tại cầu ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Thanh âm túy ông tiếp tục vang lên, lại giống như một tiếng sấm vang vọng trong lòng Tiêu Phàm. Đúng vậy, lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao? Nếu như túy ông không ở bên cạnh mình, hắn có thể làm cái gì? Lấy cái gì bảo hộ huynh đệ mình? Hắn biết túy ông sẽ không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng minh bạch nguyên nhân túy ông không xuất thủ, lấy thực lực túy ông có lẽ có thể chế ước Nam Cung Vũ, nhưng danh không chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa cho dù danh chính ngôn thuận, túy ông có lẽ cũng sẽ thờ ơ, dù sao, Nam Cung Vũ là phụ thân Nam Cung Thiên Giật, hổ dữ không ăn thịt con là đạo lý tuyên cổ bất biến. Nam Cung Vũ tối đa cũng hung hăng giáo huấn Nam Cung Tiêu Tiêu trước mặt người trong thiên hạ để duy trì tư thái nghiêm phụ, dù sao Nam Cung Thiên Giật chết có quan hệ cùng bàn tử, Nam Cung Vũ đau lòng nhức óc cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Nam Cung Vũ là tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy giết bàn tử. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng túy ông, bọn Tiêu Phàm vẫn quá trẻ, trải qua một chút trắc trở cũng là việc bình thường. Lão Tam, bỏ đi. Bàn tử gian nan ổn định thân hình, đẩy Tiêu Phàm ra phía trước, hướng Nam Cung Vũ đi đến. Lão Nhị, Tiêu Phàm mảy may không cho. Hắn rất rõ ràng, Nam Cung Vũ cho dù không giết chết Lão Nhị, đoán chừng cũng sẽ một năm nửa năm không xuống được giường. Đây là sự tình nhà ta. Bàn tử ngữ khí rất kiên định, đẩy Tiêu Phàm ra hướng về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cau mày, đứng tại chỗ, thần sắc vô cùng băng lãnh. Phù phù, đột nhiên, lúc bàn tử tới gần Nam Cung Vũ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, nói, phụ đế, đây cũng là lần cuối cùng Hài Nhi gọi ngài một tiếng phụ đế, ân dưỡng dục Hài Nhi không thể báo đáp. Hài Nhi ở nơi này dập đầu, ầm ầm ầm. Cũng không đợi đám người phản ứng, bàn tử liên tục dập đầu 9 cái, đâm vào mặt đất ầm ầm rung động, trán chảy ra từng tia máu tươi. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, phần lớn người đã đoán được cái gì. Từ hiện tại trở đi, ta không còn là người Nam Cung gia tộc, cũng vĩnh viễn không trở về Nam Cung gia tộc, người muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau ngày hôm nay, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, bàn tử đứng dậy. Tốt, tốt. Tốt, toàn thân Nam Cung Vũ nhẹ nhàng run rẩy, không biết là phẫn nộ hay là cái gì, nhe răng cười nhìn bàn tử nói, ngươi cho rằng dập đầu mấy cái liền có thể đoạn tuyệt quan hệ Nam Cung gia tộc. Ba trưởng, ngươi nếu tiếp nhận được ba trưởng của trẫm mà không chết, từ hôm nay về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung gia tộc không có bất luận liên quan gì. Lão Nhị, không được, nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt xông lên, bất quá lại bị một cỗ lực lượng to lớn ngăn lại. Căn bản tới gần được.
Quan Tiểu Thất, Phong Lang, cùng ảnh Phong đám người bi phẫn không thôi, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vũ là chiến đế cảnh, cho dù bàn tử cường đại như thế nào cũng chỉ là chiến hoàng mà thôi, làm sao có thể chịu được ba trưởng của Nam Cung Vũ. Ba trưởng, bàn tử không chết cũng tàn phế. Lão sư, cầu xin ngài mau cứu lão nhị. Tiêu Phàm bi phẫn gào thét, hắn tới bây giờ không có cầu xin một ai, nhưng vì bàn tử, Tiêu Phàm không lo được nhiều như vậy, chỉ kém chút quỳ xuống trước Túy Ông. Túy Ông liếc mắt nhìn thật sâu Nam Cung Vũ, cuối cùng lắc đầu, đây là sự tình nhà bọn hắn, phi sư quản không được. Lời nói Túy Ông như một đạo kinh lôi đánh vào trái tim Tiêu Phàm, cả người hắn trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, trên đời này không phải thực lực phi tôn sao. Người có đủ thực lực vì sao quản không được, chẳng biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, sát khí cuồn cuộn từ trên người hắn dần tản ra hóa thành một mảnh huyết hải ngập trời, xông thẳng về bốn phương tám hướng. Sát ý vô tận giống như đại dương phát ra trận oanh minh như sóng lớn vỗ bờ, thanh thế to lớn. Con người Tiêu Phàm u sâm, băng lãnh, liếc mắt nhìn một cái đều có chút tim mật phát lạnh. Tam trọng sát ý, Túy Ông kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chỗ sâu đáy mắt lóe qua vẻ hài lòng. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy con người Tiêu Phàm chậm rãi trở nên tối đen thì sắc mặt liền đại biến, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, một đạo trưởng cương to lớn xông thẳng vào thiên linh Tiêu Phàm. Tỉnh lại, Túy Ông gầm lên một tiếng như sư tử hống, thanh thế kinh thiên, đáng sợ tới cực điểm. Dưới một tiếng gầm này, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh, huyết hải đến nhanh, đi cũng nhanh. Xảy ra bất ngờ một màn khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây run lên, vừa nãy sát ý trên người Tiêu Phàm phát ra khiến rất nhiều người bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Đây căn bản không phải một chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể phát ra, dù hoàng phủ chiến hoàng cũng không hơn được như thế. Con người Tiêu Phàm khôi phục thanh minh liếc mắt nhìn Túy Ông, cũng không có nói thêm cái gì, nếu cầu ngươi vô dụng vậy cũng chỉ có bản thân. Sắc mặt Túy Ông cười khổ một hồi, hắn không ngờ tới Tiêu Phàm bướng bỉnh như thế, đây thực không giống một người lĩnh ngộ sát phạt chi ý. Lĩnh ngộ sát phạt chi ý, phần lớn người đều không tình cảm chút nào, bởi vì trong lòng bọn hắn chỉ có giết chóc, tình cảm đã bị bọn hắn xóa đi. Nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn khác biệt, hắn có cảm tình, hơn nữa cho tới bây giờ không đắm chìm bên trong sát phạt, việc này khiến Túy Ông đều hơi kinh ngạc. Nam Cung Vũ, Tiêu Phàm ta hôm nay thề, lão nhị mà chết, Nam Cung gia tộc ngươi nhất định chó gà không tha. Tiêu Phàm thả ra một câu ngoan độc. Ngươi cũng muốn chết sao? Nam Cung Vũ mặt coi thường nói, nhưng hắn chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua một sợi quang mang thưởng thức. Sau đó, Nam Cung Vũ không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, quay đầu nhìn về phía bàn tử nói, ta là phụ tử ngươi thì cũng phải có bộ dáng làm cha, ta cũng không khi dễ ngươi, ba trưởng ta đây sẽ áp chế ở chiến hoàng đỉnh phong, vừa nãy đập ngươi một trưởng tính là trưởng thứ nhất, bây giờ còn hai trưởng. Chiến hoàng đỉnh phong, trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, cảnh giới bàn tử hình như là chiến hoàng hậu kỳ, cho dù chiến hoàng đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ, có lẽ bàn tử thật có khả năng chịu được hai trưởng sau. Chẳng lẽ bản thân uy hiếp hữu hiệu, trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, khẩn trương tới cực điểm. Tùy ý, bàn tử lơ đễnh nói, hắn đã chuẩn bị hẳn phải chết, nếu như có thể đem lửa giận ngập trời của Nam Cung Vũ chuyển rời đến trên người hắn, về sau Tiêu Phàm sẽ không xảy ra sự tình gì. Sắc mặt Nam Cung Vũ bình tĩnh, hồn lực rung động, một cỗ khí lãng bàng bạc từ trong bàn tay hắn quay cuồng xuất hiện, giống như biển cả gào thét. Đây là lực lượng chiến hoàng cảnh đỉnh phong sao? Đám người hít một hơi lạnh, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Nam Cung Vũ chỉ là cố ý hù dọa Nam Cung Tiêu Tiêu mà thôi. Nhưng khi hồn lực bành trướng phun trào, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, một kích này tuyệt đối không phải chiến hoàng cảnh có thể ngạnh kháng. Đây là trưởng thứ hai. Thanh âm Nam Cung Vũ băng lãnh vang lên, toàn bộ đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa bá đạo trưởng cương đã đánh vào phía trên lồng ngực bàn tử. Bàn tử cảm giác bị một tòa núi cao đập trúng, cả người bay ngược ra, máu tươi trong miệng cuồng phun, hổ khẩu chấn đau, lục phủ ngũ tạng sốc lên không thôi, nhiều chỗ xương cốt bị vỡ nát. Bay ra 20, 30 trượng về phía sau lại nặng nặng nện ở trên đường phố, hỏa vân thạch bị nện nhão nhoẹt, biến thành phế tích. Nam Cung Vũ đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm bụi bặm nơi xa.
Tất cả những người khác cũng đều nín thở ngưng thần nhìn, muốn trước tiên biết rõ sống chết của bàn tử. Khụ khụ, đúng lúc này, tiếng ho khan từ trong bụi bậm truyền đến, ngay sau đó một bóng đen lung la lung lay chậm rãi đi ra. Vậy mà không chết, quả nhiên không hổ là cửu đế tử. Đám người hãi hùng khiếp vía, nếu là chiến hoàng cảnh hậu kỳ khác đoán chừng sớm đã ngay cả cặn cũng không còn. Mà bàn tử vậy mà dựa vào bản thân, mạnh mẽ ngăn trở một kích này. Bàn tử chậm rãi đi đến trước người Nam Cung Vũ, lau đi máu tươi khóe miệng, thân thể mập mạp tại thời khắc này tựa như đang gánh vác một việc trọng đại. Khoảng cách 20, 30 trượng, hắn đi dòng dã thời gian nửa chén trà nhỏ, đám người đều lặng lặng chờ đợi. Còn một trường, bàn tử lần nữa đi tới trước người Nam Cung Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, tựa như rốt cục có thể rời đi Nam Cung gia tộc mà cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười này, tâm tình Nam Cung Vũ dường như khó chịu như kim đâm, sau một khắc, hai mắt lần nữa biến huyết hồng, hồn lực càng thêm hùng hậu mà bành trướng hội tụ phía bên phải tay. Cuồn cuộn hồn lực trong bốn phía bàn tay ngưng tụ thành một trường cương to lớn. Một kích này so vừa mới một kích vừa nãy không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nam Cung đế chủ, ngươi không xuống tay được sao? Muốn bản tôn giúp ngươi hay không? Đột nhiên một đạo âm thanh phiêu miểu vang lên, trong giọng nói đều là đạm mạc cùng khinh thường. Ai đang nói chuyện? Đám người giật mình, nhìn quanh bốn phía lại không thấy được bất luận bóng người nào. Ở nơi nào? Đột nhiên, có người chỉ một tòa cung điện cao lớn nơi xa kêu lên. Tại chỗ ngói lưu ly mạ vàng bên trên cung điện đang đứng ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một nam tử trung niên, đại khái chừng 40 tuổi, đứng ở đó tựa như cùng hư không hòa làm một thể. Sau lưng hắn đứng một nam một nữ, nam tử anh tuấn thoải mái, nữ tử tú lệ thoát tục, hai người đại khái 24-25 tuổi, nhưng khí tức trên người lại đáng sợ tới cực điểm. Ba người ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên. Tựa như khổng tước kiêu ngạo cao cao tại thượng, coi thường tất cả. Một chiến đế, hai chiến hoàng đỉnh phong. Hỏa hoàng một mặt kinh ngạc nhìn ba người không chung, nam tử trung niên là chiến đế cường giả. Hai thanh niên nam nữ lại là chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác không nhiễm phàm trần khói lửa. Trong lòng hỏa hoàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói chẳng lẽ là người chiến hồn điện. Tuổi còn trẻ mà đã là chiến hoàng đỉnh phong. Cũng chỉ có chỗ đó mới có thể nắm giữ, chỉ là bọn hắn bình thường đều khinh thường đến đế triều khác, hôm nay làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Nam Cung đế chủ, ba trưởng của ngươi chẳng lẽ còn muốn bản tôn động thủ sao? Ta sẽ không nói lần thứ hai. Nam tử trung niên đột nhiên mở miệng lần nữa, coi thường Nam Cung Vũ. Còn người đám người co rụt lại, nam tử trung niên là ai? Hắn đây cũng quá bá đạo, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện cùng ai, muốn chết sao? Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trong lòng sát khí nặng nề, chẳng lẽ Nam Cung Vũ sở dĩ động thủ đối với lão nhị là bởi vì những người này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát cơ nở rộ, nhưng lúc này thanh âm túy ông bên tai hắn vang lên, không nên động thủ, bọn họ là người vô song thánh thành. Vô song thánh thành, thân sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn tự nhiên biết rõ vô song thánh thành là nơi nào, lúc trước được Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm liền đã biết rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bản thân nhanh như vậy sẽ tiếp xúc với người vô song thánh thành. Mọi người đều biết, chiến hồn đại lục có vô số vương triều, phía trên vương triều còn có chừng 700 cái hoàng triều, bởi vì vương triều cùng hoàng triều thay đổi quá nhanh, cho nên số lượng cụ thể không phải cố định, nhất là vương triều, tùy thời đều có thể biến hóa. Nhưng phía trên hoàng triều còn có đế triều, phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục cũng chỉ có 81 cái, dù hơn ngàn năm. 81 đế triều này cũng không có biến hóa quá lớn. Hơn nữa, đế triều cũng không phải thế lực to lớn nhất chiến hồn đại lục, phía trên đế triều còn có cửu đại thánh thành, vô song thánh thành chỉ là một trong số đó. Nói đến thánh thành còn phải từ chiến hồn đại lục phân bố nói lên, chiến hồn đại lục tổng cộng chia làm 9 vực. 9 vực đại khái hình tròn vòng quanh, bên ngoài có tứ vực, theo thứ tự là đông nam tây bắc tứ vực, vô song thánh thành chính là đệ nhất thế lực tại nam vực. Bên trong cũng đồng dạng có tứ vực, theo thứ tự là thiên địa huyền linh tứ vực, cũng chính là thiên vực, địa vực, huyền vực cùng linh vực. Một vực cuối cùng chính là trung tâm nhất, xưng là trung vực. Cửu vực không biết tồn tại bao lâu, dù sao bên trong Tu La truyền thừa là ghi chép như thế này, hơn nữa bây giờ cũng không có biến thiên,
cho nên hẳn không có cải biến. Tại Nam Vực, Vô Song Thánh Thành giống như một ngôi sao trên trời lóa mắt, ở chân trời quan sát phía dưới, chi phối sinh tử cửu đại đế triều. Cửu đại đế triều ở trong mắt người khác là tồn tại không thể dung chuyển, nhưng trong mắt Vô Song Thánh Thành lại không tính là gì, tối đa cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Thậm chí người Vô Song Thánh Thành đều rất ít khi xuất hiện ở đế triều địa vực, trong lòng bọn hắn đều có chút không muốn nhìn đế triều. Trong nháy mắt Tiêu Phàm liền minh bạch sở tác sở vi của Nam Cung Vũ, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, chí ít Nam Cung Vũ không có tàn nhẫn như vậy. Dù sao, hắn thân làm đại ly đế chủ, đứng sau lưng là Nam Cung gia tộc, thậm chí toàn bộ đại ly đế triều, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đắc tội ba người này, có thể thấy địa vị ba người này khẳng định không nhỏ. Một khi đắc tội bọn hắn, Nam Cung gia tộc có lẽ sẽ phải chịu tao ương, Nam Cung Vũ không thể tiếp nhận. Nam Cung Vũ vì toàn bộ Nam Cung gia tộc cũng không thể không ra tay làm tổn thương bàn tử, chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch, người Vô Song Thánh Thành tới, vì sao lại muốn giết bàn tử. Tiếp theo một câu của Túy Ông khiến Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Mấy người đến từ Vô Song Thánh Thành Công Tôn gia tộc, mẫu thân Nam Cung Thiên Giật chính là người Công Tôn gia tộc. Túy Ông liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, âm thầm giải thích cho hắn. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó nghi ngờ nói, vậy vì sao hắn không nhằm vào ta đây? Là ta giết Nam Cung Thiên Giật, không phải lão nhị. Túy Ông híp hai mắt, nói, đây chính là chỗ Nam Cung Vũ cao minh, nếu như ta đoán không sai, hẳn là có người hướng đi Nam Cung Vũ cáo trạng, nói người giết chết Nam Cung Thiên Giật, vừa đúng lúc ấy ba người Công Tôn gia tộc ở đây. Ở đây lại như thế nào? Càng nên giết ta mới đúng. Tiêu Phàm thầm nói. Ngươi muốn chết phải không? Túy Ông không khỏi trắng mắt liếc Tiêu Phàm, bất quá trong lòng hắn cũng bị Tiêu Phàm làm chấn kinh, vì huynh đệ mình, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, tụ thanh âm thành tuyến nói, ta biết lão sư ngài cùng Nam Cung Vũ kiến thức cường đại, cố ý không xuất thủ đối với ta, muốn mượn tay ngài ứng phó Công Tôn gia tộc, nếu như Công Tôn gia tộc không địch lại, cũng trách không được Nam Cung Vũ hắn. Đồng thời, Nam Cung Vũ biết lão nhị cùng ta là huynh đệ, Công Tôn gia tộc khẳng định cũng biết rõ, Công Tôn gia tộc sẽ không bỏ qua cho lão nhị, cho nên Nam Cung Vũ cố ý mượn cớ đem lão nhị trục xuất Nam Cung gia tộc. Cứ như vậy, Nam Cung Vũ cũng không cần tự tay ứng phó lão nhị, bởi vì hắn căn bản là không muốn giết chết lão nhị. Lão sư, người mới vừa rồi là cố ý không xuất thủ đúng không? Tiêu Phàm làm rõ suy nghĩ trong đó, cả người sáng tỏ thông suốt, giận dữ nhìn Túy Ông nói. Trẻ con dễ dậy. Túy Ông cười nhạt một tiếng, sau đó con ngươi lần nữa chuyển hướng nơi xa, chậm chạp nói, bất quá lần này, Nam Cung Vũ kém một chiêu, người Công Tôn gia tộc đến nơi này là sẽ không bỏ qua cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão sư, nếu không đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, thập phần chân thành nói. Chớ làm loạn, Công Tôn gia tộc tại Vô Song Thánh Thành cũng coi như một cái quái vật khổng lồ, những người này tự cao thanh cao. Ở chỗ này đụng chút cái đinh cũng không dám, nếu như có người chết vậy sẽ rất phiền phức. Túy Ông trực tiếp thưởng cho Tiêu Phàm một gáo nước lạnh. Tiêu Phàm oa oa trực khiếu, sau đó con người rơi vào trên người Nam Cung Vũ cùng bàn tử, thần sắc cũng biến thành khẩn trương. Khi nhìn đến người Công Tôn gia tộc xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt bàn tử cũng rốt cục hiện ra nụ cười vòng, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn về phía Nam Cung Vũ nói, Nam Cung đế chủ. Ra tay đi. Nam Cung Vũ nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt một cái. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật bị Tiêu Phàm cùng bàn tử giết chết, nhưng trong lòng hắn chỉ hận Tiêu Phàm, đối với bàn tử căn bản không có bất kỳ hận ý gì. Tương phản, trong lòng Nam Cung Vũ còn có một tia may mắn, bởi vì người chết không phải bàn tử mà là Nam Cung Thiên Giật. Nếu như về sau Nam Cung Thiên Giật đăng cơ làm đế chủ, Đại Ly Đế Triều có lẽ sẽ không còn là Nam Cung gia tộc Đại Ly Đế Triều. Mà bàn tử khác biệt, dù hắn trở thành đế chủ, Đại Ly Đế Triều cũng là Nam Cung gia tộc Đại Ly Đế Triều. Lấy thực lực Nam Cung đế chủ, một trưởng ngay cả một chiến hoàng cảnh hậu kỳ tiểu tử đều giết không chết, ta xem vị trí trưởng lão Vô Song Thánh Thành, Nam Cung gia tộc cũng không nên giữ nữa. Nam tử trung niên Công Tôn gia tộc lạnh lùng cười nói. Nam Cung đế chủ. Nếu không để tại hạ làm thay. Thanh niên sau lưng nam tử trung niên kia tà tà cười một tiếng.
tự tìm cái chết. Tiêu Phàm căm tức nhìn người thanh niên kia, thiếu chút nữa thì xuất thủ, ở trong mắt Tiêu Phàm, người thanh niên kia đã là một người chết. Đừng động. Túy ông giữ chặt Tiêu Phàm nói, thì ra là thế, Công Tôn gia tộc dùng vị trí trưởng lão vô song thánh thành uy hiếp Nam Cung Vũ, xác thực tương đối âm hiểm. Vị trí trưởng lão vô song thánh thành lợi hại như vậy sao? Có thể quyết định sinh tử đại ly đế triều. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc. Đó là tự nhiên, bởi vì có trưởng lão vô song thánh thành kiềm chế bát đại đế triều không dám xuất thủ với đại ly, một khi mất đi trưởng lão, bát đại đế triều liền sẽ cướp đoạt không kiêng nể gì cả. Túy ông giải thích một câu. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch, trưởng lão tương đương với kim bài miễn tử. Có kim bài miễn tử thì không ai dám đối phó ngươi, không có kim bài miễn tử thì ai cũng dám dẫm ngươi, cuối cùng khẳng định gặm xương cốt đều không thừa. Quy tắc trò chơi thật đúng là có chút ý tứ, Công Tôn gia tộc sao? Tiêu Phàm ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Chấm tự mình làm, nhìn thấy người Công Tôn gia chuẩn bị xuất thủ, Nam Cung Vũ nào sẽ nguyện ý, một khi để bọn hắn xuất thủ, bàn tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Nam Cung Vũ điều động lực lượng toàn thân trên nắm đấm, hướng ngực bàn tử đánh tới. Bàn tử không tránh không lùi, đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong con ngươi Nam Cung Vũ vậy mà bốc hơi một hơi nước. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bàn tử trong nháy mắt trắng bệch, toàn bộ thân thể như đạn pháo bay ngược ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hồng thủy cuồn cuộn. Màng nhĩ tất cả mọi người run lên, bọn hắn đều rõ ràng thanh âm này chính là thanh âm hồn hải bị phá toái. Hồn hải bị phá toái, chiến hồn cũng sẽ tổn hại, về sau muốn ngóc đầu trở lại cũng tuyệt đối không có khả năng. Lão nhị, Tiêu Phàm xông lên, tiếp lấy thân thể bàn tử, nhưng mà cỗ lực lượng kia xông thẳng đến hắn. Hắn ôm bàn tử bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại, có thể thấy một trưởng kia của Nam Cung Vũ cường đại như thế nào. Bàn tử. Tuyết Lung rác khóc lê hoa đái vũ, nếu như không phải Ảnh Phong một mực ngăn nàng, đoán chừng nàng đã sớm xông lên. Tiêu Phàm nhìn bàn tử trong ngực, hai mắt đỏ bừng vô cùng, một sợi hồn lực hướng thể nội bàn tử thẩm thấu mà đến, sau một khắc, toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội. Hắn phát hiện lục phủ ngũ tạng bàn tử bị chấn thương, kinh mạch phá toái, hồn hải vỡ nát, chiến hồn chi lực cũng nhanh chóng tiêu tán, đây cơ hồ đã phế tu vi của bàn tử rồi. Nếu như không phải bàn tử còn hô hấp, sẽ không có ai cho rằng bàn tử còn sống. Tiêu Phàm không chút do dự lấy tay lấy ra mấy cây châm dài đánh vào thể nội bàn tử, châm dài chính dùng tử đan tham luyện chế mà thành, có thể bảo vệ tâm mạch. Lôi Nhi, người đi kiểm tê. Công Tôn Lôi bị một tát đánh bay, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nam tử trung niên và nữ tử Công Tôn gia tộc cũng trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Bất quá hai người chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, trong mắt hai người lóe lên sát ý lạnh như băng. Chờ đợi nửa ngày, Công Tôn Lôi thật lâu cũng chưa từng tỉnh lại, nữ tử kia cau mày một cái, lách mình biến mất tại chỗ, sau đó vịn Công Tôn Lôi toàn thân chật vật không chịu nổi đi qua, hắn đã hôn mê. Đám người đều lộ vẻ cổ quái, Tiêu Phàm một tát này quá ác đi, lại đem đường đường chiến hoàng đỉnh phong tát choáng. Nam Cung đế chủ. Đây chính là đạo đãi khách của Đại Ly Đế Triều ngươi sao? Thật sự cho rằng vô song thánh thành ta dễ làm nhục sao? Sắc mặt nam tử trung niên khó coi vô cùng. Bất quá hắn vẫn không có ra tay với Tiêu Phàm, dù là Công Tôn Lôi bại thì hắn cũng không muốn xuất thủ. Tựa như một chiến hoàng cảnh trung kỳ căn bản không xứng để hắn xuất thủ, ngược lại nhìn về Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cau mày một cái, vẻn vẹn trong nháy mắt liền giãn ra. Nói, võ trưởng lão nói quá lời. Nam tử trung niên tên là Công Tôn Võ, tại Công Tôn gia tộc xếp hạng thứ ba, mặc dù trong gia tộc không tới danh xưng trưởng lão, nhưng tại Ly Hỏa Đế Đô gọi hắn là trưởng lão cũng không đủ. Nữ tử bên người Công Tôn Võ tên là Công Tôn Oanh, cũng là thiên tài Công Tôn gia tộc. Hừ, nhìn thấy Nam Cung Vũ không có ý định quản việc này, Công Tôn Võ cũng có chút giận, nói tiểu tử, đừng nói bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ. Làm tổn thương người vô song thánh thành ta, ngươi chính là tội chết, ngươi nếu có thể tiếp nhận một trưởng của bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng. Đừng luôn mồm nới vô song thánh thành, nói vô song thánh thành giống như là của Công Tôn gia tộc ngươi. Đột nhiên,
Túy ông một mực trầm mặc không nói, nhàn nhạt mở miệng, sau khi ực một hớp rượu. Công Tôn Võ hơi đỏ mặt, bọn hắn vẫn luôn lấy mình là người vô song thánh thành mà tự ngạo. Ở trước mặt người ngoài vì muốn nổi bật bản thân, bọn hắn luôn luôn đều xưng hô như vậy, chỉ cần trước mặt những người hiểu rõ vô song thánh thành, bọn hắn cũng không dám tự luyến như thế. Hơn nữa, hắn vừa mới chú ý tới Túy ông, nhìn thấy Túy ông mở miệng, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Công Tôn Võ trước mặt Túy ông cũng không dám khinh thường, trong mắt tu sĩ khác đều là vẻ kinh ngạc, Nam Cung Vũ lại buông lỏng một hơi. Danh tự lão đầu đã quên, bất quá người khác đều gọi ta là Túy ông, đúng rồi, đây là đồ nhi ta, tên Tiêu Phàm. Túy ông lơ đễnh mở miệng nói. Tiêu Phàm, Công Tôn Võ nhíu mày, cái tên này hắn tựa như đã nghe nói qua, nhưng nhất thời nhớ không nổi đến. Lúc này, Công Tôn Oanh đi đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói, Tam Thúc, giết chết Nam Cung Thiên Giật không phải tên Tiêu Phàm sao? Hẳn là tên này. Ngươi chính là Tiêu Phàm đã giết chết Nam Cung Thiên Giật. Quả nhiên, Công Tôn Võ bỗng nhiên minh bạch, một cỗ khí tức bàng bạc xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hư không đều cảm giác một trận vặn vẹo, một cỗ ý chí to lớn xông thẳng não hải Tiêu Phàm. Tiểu bối tranh đấu mà thôi, chỉ cần không có người chết liền không ảnh hưởng đến toàn cục, các hạ làm gì sinh khí như thế. Túy ông vẫn thập phần bình thản, bất quá thanh âm theo hắn vang lên, cỗ ý chí trùng kích trên người Tiêu Phàm liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm giờ phút này mồ hôi đã chảy ướt lưng, vẻn vẹn trong nháy mắt hắn cảm giác đã đi qua nhiều năm. Đây chính là uy áp ý chí chiến đế cảnh sao, quả nhiên đáng sợ, vẻn vẹn chỉ một ý niệm trong đầu liền để cho ta không có lực phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hai mắt đỏ bừng như một đầu dã thú. Nhìn thấy Túy ông nở nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch, Túy ông sở dĩ xuất thủ chậm một chút, chính là để bản thân sớm thể nghiệm uy áp ý chí chiến đế cảnh. Chỉ cần không có người chết, theo ý các hạ, chỉ cần ta không giết chết hắn, tổn thương hắn cũng không tính là gì. Nhìn thấy Túy ông không nhìn hắn, Công Tôn Võ cũng không có ngữ khí tốt. Chỉ cần ngươi có thể. Sắc mặt Túy ông không hề bận tâm, ý vị thâm trường nhìn Công Tôn Võ. Thời khắc Công Tôn Võ thực chuẩn bị động thủ, Túy ông lại cười tủm tỉm nói, đương nhiên, tiền đề là ngươi không muốn bọn hắn sống. Ngươi, Công Tôn Võ bị sặc không nhẹ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Túy ông, nhưng căn bản nhìn không thấu Túy ông, trong lòng cũng càng ngày càng kiêng kỵ thực lực Túy ông. Áp chế phẫn nộ trong lòng, nói các hạ không biết là thế lực phương nào tại vô song thánh thành. Trước mặt một người nhìn không thấu thực lực, dù Công Tôn Võ cao ngạo cũng không dám quá mức phách lối. Ngươi không có tư cách biết. Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ là câu nói nhàn nhạt của Túy ông. Sắc mặt Công Tôn Võ tái nhợt, còn muốn nói cái gì lại nhìn thấy Túy ông đột nhiên giận mắt quét qua, một đạo thanh âm bên tai hắn vang lên, trở về nói cho Công Tôn Chiến Thiên, Nam Cung Thiên Giật là chết ở trong tay đồ nhi ta, các ngươi có thể tới báo thù, bất quá tốt nhất bản thân nên cân nhắc một chút có thể trở về được hay không. Ngươi, Công Tôn Võ bị dọa đến rút lui mấy bước. Kinh khủng nhìn Túy ông, thanh âm có chút cà lăm mà nói, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không có tư cách biết, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đại Ly đi. Túy ông mị mị hai mắt, hiển nhiên là động sát tâm. Khó trách Công Tôn Võ không được bình tĩnh như thế. Công Tôn Chiến Thiên là người nào, Công Tôn Lôi bọn hắn làm sao không biết, Công Tôn Võ thập phần rõ ràng, đây chính là trụ cột vững chắc của Công Tôn gia tộc. Dù là Công Tôn Võ cũng không biết Công Tôn Chiến Thiên sống bao lâu, chỉ biết từ lúc hắn ra đời đã xưng hô hắn là lão tổ, thậm chí hắn đã một hai chục năm chưa từng thấy qua. Nhưng danh tự cực kỳ có phân lượng trong mắt hắn lại bị lão đầu nói ra, điều này đủ để chứng minh lão đầu này bất phàm. Chẳng lẽ lão đầu này là cùng lão tổ cùng một thời đại? Công Tôn Võ thầm nghĩ trong lòng. Mọi người thấy Công Tôn Võ lui lại, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh sợ. Trong lúc nhất thời không biết vì sao, ngay sau đó lại khiến tất cả ánh mắt mọi người sững sờ. Chỉ thấy Công Tôn Võ đột nhiên cúi người trước Túy ông, thập phần kính sợ nói ra, vâng, tiền bối, có nhiều quấy rầy rồi, cáo từ. Để lại một câu nói, Công Tôn Võ liền dẫn Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh đạp không rời đi, tựa như hận không thể lập tức rời đi nơi này đồng dạng. Chạy trốn rồi, đám người mắt trợn tròn, hình như có gì đó sai sai.
Công Tôn Võ không cùng Túy Ông liều một trận sao? Bọn hắn cảm thấy bản thân so với người khác cao quý, đến Đại Ly Đế Triều đều là vạn chúng chú mục, đáng tiếc trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả cao quý đều sẽ trở thành phấn vụn. Tiêu Phàm ngắm nhìn bóng lưng nơi xa, con người sắc bén tới cực điểm. Lão nhị, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một bước xuất hiện ở trước mặt bàn tử, ôm bàn tử liền biến mất ở chân trời. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Phong Lang, Ảnh Phong, Quan Tiểu Thất, cùng Tuyết Lung Giác không chút do dự cùng đi lên. Tu sĩ ở đây không có một người dám ngăn trở, đến người Vô Song Thánh Thành đều bị dọa đến chạy trốn, đủ để có thể thấy được sư tôn Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào, giờ phút này ai lại dám ngăn Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Vũ nhìn Túy Ông thật sâu, tụ thanh âm thành tuyến nói. Có ít người, người càng thỏa hiệp, bọn hắn càng đắc ý. Vô Song Thánh Thành to lớn không chỉ là Công Tôn gia tộc, chí ít bọn hắn còn không quyết định được trưởng lão Nam Cung gia tộc ngươi. Chuyện hôm nay, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng phải có một dự định, tự giải quyết cho tốt đi. Túy Ông thản nhiên nói, sau đó quỷ dị biến mất tại chỗ. Cửu Nhi, ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Nam Cung Vũ hít sâu một cái, trong mắt lóe qua một đạo sắc bén quang mang. Ngoài Ly Hỏa Đế Đô mấy chục dặm tại một tòa đỉnh núi, ba đạo thân ảnh đứng đấy, ba người ngắm nhìn Ly Hỏa Đế Đô rộng lớn nơi xa, thần sắc khác nhau. Tam thúc, chúng ta vì sao vội vã rời đi như vậy? Chẳng lẽ biểu đệ liền chết vô ích như thế? Công Tôn Lôi đã tỉnh lại, trên mặt còn lưu lại thủ ấn năm ngón tay đỏ tươi. Nước của Đại Ly Đế Triều quả thật không cạn, cái chết thiên giật chúng ta không thể bỏ qua như thế, bất quá bây giờ không phải thời điểm báo thù. Công Tôn Võ hít sâu một hơi nói. Sau đó mị mị hai mắt, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, có thể nhận biết lão tổ, hơn nữa áp lực trên người hắn giống như lão tổ. Lão đầu Túy Ông khẳng định không đơn giản, trở về nhất định phải đem việc này nói cho lão tổ, dù sao Công Tôn gia tộc bố trí tại Đại Ly Đế Triều hơn 20 năm, không thể thất bại. Tiểu tử kia, ta nhất định phải giết chết hắn. Công Tôn Lôi mắt lộ ra hung quang, một tay bụng mặt. Hiện tại vẫn có cảm giác nóng bỏng. Đi tới Ly Hỏa Đế Đô lại bị một tiểu tử chiến hoàng trung kỳ cho ăn tắt tay, cục tức này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không nổi. Tam ca, thời gian còn không đến một năm, chiến hồn điện sẽ tới nơi này tuyển người, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tiến vào Vô Song Thánh Thành, sẽ có biện pháp báo thù thôi. Công Tôn Oanh nhắc nhở. Tứ muội nói không sai, ta có biện pháp báo thù, chỉ cần hắn dám đến. Cũng đừng mong có thể rời đi. Chết ở Vô Song Thánh Thành cũng là phúc phận tám đời tu luyện của hắn. Công Tôn Lôi cười lạnh, tựa như đã thấy tràng cảnh Tiêu Phàm bị hắn chém giết. Công Tôn Võ cũng không nói gì, người trẻ tuổi nên khoái ý ân cừu, dạng này mới có thể trưởng thành, trước kia hắn không phải cũng là dạng này sao? Tam thúc, Nam Cung gia tộc làm sao bây giờ? Công Tôn Oanh lại hỏi. Công Tôn gia tộc ta mặc dù có năng lực tác động đến trưởng lão Nam Cung gia tộc, nhưng vẫn không được quyết định. Công Tôn Võ lắc đầu. Trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, lại nói, bất quá, hồn hải Nam Cung Tiêu Tiêu vỡ nát, chiến hồn trọng thương, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Tuyệt thế thiên tài Nam Cung gia tộc bị phế đối với Công Tôn gia tộc đã không còn bất kỳ uy hiếp, về Vô Song Thánh Thành trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, ba người hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm ôm bàn tử cấp tốc chạy tới thần châm các, kinh mạch bàn tử bị hao tổn, chiến hồn trọng thương, chiến hồn gần như vỡ nát, nếu như không được chữa trị kịp thời, bàn tử tuyệt đối hẳn phải chết. Lấy tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh liền trở lại thần châm các, Tần Mặc cùng Lê Ngự nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trên mặt đều là ý cười, chỉ là khi nhìn thấy bàn tử thụ thương, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ai cũng đừng quấy rầy ta, Tiểu Kim, thay ta hộ pháp, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền dẫn bàn tử tiến vào chỗ ở tiểu viện, đám người lưu lại thần châm các không biết vì sao. Sư Tôn, Lý Đạo Hiên cũng đi theo Tiêu Phàm trở lại thần châm các, hắn vì bản thân không có đứng ra trợ giúp Tiêu Phàm mà cảm giác ảo não, mặc dù thực lực hắn cũng căn bản không giúp được Tiêu Phàm. Đạo Hiên, người đột phá chiến hoàng, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lý Đạo Hiên một mặt chán trường, Lê Ngự cũng hơi kinh ngạc. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ cửa ra vào xuất hiện, chỉ thấy Phong Lang, Quan Tiểu Thất bọn hắn nhao nhao đi tới, thần sắc đều không dễ nhìn.
mấy người căn bản không có phản ứng gì với Tần Mặc cùng Lê Ngự, liền hướng chỗ ở Tiêu Phàm đi tới. Sư tôn, kể từ hôm nay, ta nghiêm túc theo ngài học tập thuật chế thuốc. Lý Đạo Hiên hít sâu một hơi nói. Làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Lê Ngự nghi hoặc không thôi, làm sao Lý Đạo Hiên đột nhiên cảm giác giống như biến thành một người khác vậy? Tiêu Phàm ôm bàn tử đi vào gian phòng, Tiểu Kim liền canh giữ ở cửa gian phòng, mặc cho ai cũng không thể tới gần. Bên trong gian phòng, Tiêu Phàm đem bàn tử cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, bàn tay dán trên vai bàn tử, tâm thần dẫn ra bạch thạch, sương mù màu trắng cuồn cuộn hướng về bàn tử. Trước tu bổ lại hồn hải, ổn định chiến hồn rồi nói, kinh mạch đặt ở cuối cùng. Trong lòng Tiêu Phàm đã đại khái có quyết định. May mắn là Nam Cung Vũ không phải thật sự muốn hạ tử thủ giết chết bàn tử, bằng không chiến hồn bàn tử đã sớm tiêu tán, hơn nữa Nam Cung Vũ còn tại thể nội bàn tử lưu lại một sợi sinh cơ. Đây cũng là điều Tiêu Phàm trên đường trở về phát hiện, trong lòng Tiêu Phàm hoài nghi nghiêm trọng Nam Cung Vũ đã sớm đoán được hắn nắm giữ thực lực chữa trị chiến hồn. Lúc này mới cố ý thi triển khổ nhục kế khiến bàn tử thoát ly Nam Cung gia tộc, sau đó công tôn gia tộc sẽ không làm gì được bàn tử. Chỉ là Nam Cung Vũ không nghĩ tới, mấy người công tôn gia tộc kia vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện làm hỏng kế hoạch của hắn, Nam Cung Vũ mới không thể không ra tay độc ác như thế này. Vì Nam Cung gia tộc hy sinh bàn tử, mặc dù điều này khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, nhưng Nam Cung Vũ thân làm đế chủ lại không thể không chọn lựa như vậy. Nam Cung gia tộc tuy mạnh, nhưng cùng công tôn gia tộc chênh lệch khẳng định không nhỏ, điều này mới khiến Nam Cung Vũ kiêng kỵ. Đem lão nhị bước đến cấp độ này không phải Nam Cung gia tộc, mà là công tôn gia tộc. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia lợi mang, hay cho một cái công tôn gia tộc, một ngày nào đó ta sẽ khiến các ngươi chịu khổ gấp trăm lần để trả lại cho lão nhị. Sau một canh giờ, trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, trong phòng, một cỗ hồn lực bàng bạc dập dờn xuất hiện, Tiêu Phàm lấy ra mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch đã tiêu hao gần hết. Hồn lực bàn tử thành hải. Hồn hải vô cùng rộng lớn, có thể tốn hao mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch tu bổ lại đã là khó có được. May mắn là U Linh chiến hồn cũng đủ năng lực luyện hóa hồn lực, bằng không, bằng vào năng lượng bạch thạch cho dù có thể tu bổ lại hồn hải bàn tử, cũng không chữa được cho chiến hồn của hắn. Hồn hải rốt cục tu bổ gần xong, ôn dưỡng nửa tháng sau hẳn không có vấn đề gì, tiếp theo chính là chiến hồn. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Sau đó lần nữa nhìn về phía chiến hồn bàn tử. A, đột nhiên, Tiêu Phàm phát ra một trận thanh âm nhẹ kêu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện, chiến hồn bàn tử vậy mà có xu thế đình chỉ tiêu tán. Thậm chí nhìn kỹ, chiến hồn hắn lại còn đang từ từ tu bổ. Chẳng lẽ hồn lực bạch thạch quá thừa? Tiêu Phàm kinh ngạc, lập tức đình chỉ đưa lực lượng bạch thạch vào, nhưng mà dù không có bạch thạch, chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu vẫn chậm rãi tu bổ. Trong lòng Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh, chẳng lẽ thể nội bàn tử cũng có bí mật gì, cùng bạch thạch một dạng. Chẳng qua là khi hồn lực Tiêu Phàm thăm dò vào trong huyết mạch bàn tử, một loại cảm giác cực nóng quanh quẩn trong lòng, bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, huyết dịch bàn tử vậy mà đang sôi trào. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đụng vào nhưng Tiêu Phàm cảm nhận được bên trong huyết mạch bàn tử có một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, nói cho đúng là một loại hỏa diễm, thiêu đốt lên chiến ý hỏa diễm đáng sợ. Chiến hỏa, chẳng lẽ là song sinh chiến hồn? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, sau đó lại lắc đầu tự nhủ, không phải, chiến hồn sẽ chỉ ở bên trong đan điền và hồn hải, cái này hẳn không phải là chiến hồn, nếu không phải là chiến hồn vậy thì là cái gì đây? Tiêu Phàm minh tư khổ tưởng, đột nhiên kinh ngạc nhìn bàn tử, trong lòng hét lớn, huyết mạch, đây là dấu hiệu huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh đây là sự tình cực kỳ hiếm có. Một khi thức tỉnh huyết mạch sẽ có một loại lực lượng hết sức kỳ lạ, loại lực lượng này nói không rõ, không nói rõ, cũng có rất ít người chân chính nghiên cứu. Nhưng cũng không có người nào dám khinh thường loại lực lượng này, bởi vì lực lượng huyết mạch rất huyền diệu. Lực lượng huyết mạch còn có thể giúp người ta vượt giai chiến đấu, có được lực lượng huyết mạch có thể làm cho tu sĩ không nhìn cảnh giới. Thậm chí lực lượng huyết mạch còn có thể cải biến thiên phú tu luyện của một người. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, bởi vì hắn phát hiện huyết mạch bàn tử thức tỉnh là gì, bởi vì hắn từng nghe chiến tộc Chiến La nói qua sự tình chiến tộc thức tỉnh. Giờ phút này, cỗ huyết mạch bên trong bàn tử nóng rực, chính là một đám chiến hỏa thiêu đốt không hết.
Chiến hỏa bất diệt, chiến huyết không ngừng, lão nhị thật đúng là hữu duyên cùng chiến tộc, vậy mà thức tỉnh huyết mạch chiến tộc. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt chỉ là mừng rỡ, không có bất kỳ sự ghen ghét. Chiến tộc huyết mạch chính là thiên sinh, vì chiến mà sinh, người nắm giữ chiến tộc huyết mạch có năng lực chữa trị thân thể cực kỳ đáng sợ, hơn nữa lực lượng vô hạn, thậm chí có quan hệ thân cận với lôi điện. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao được gọi là chiến tộc huyết mạch, bởi vì loại huyết mạch này chiến đấu mà sinh. Xem ra không cần ta thi triển lực lượng bạch thạch, bản thân lão tam cũng có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa quá trình này với hắn mà nói, tốt nhất đừng để ngoại lực quấy dày, chỉ là chiến tộc huyết mạch thức tỉnh là một quá trình dài dằng dặc, không biết lão nhị cần bao lâu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Nhìn bàn tử nằm ở trên giường tâm huyết đầm đìa, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vui mừng, bàn tử đã nhân họa đắc phúc. Còn thời gian 3 tháng là đến sát phương thí luyện, ta sợ là không thể lưu lại ở Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn không có khả năng đem bàn tử lưu ở chỗ này, cũng không phải là hắn không tin người khác. Mà là bởi vì hắn không muốn người khác biết rõ sự tình bàn tử thức tỉnh huyết mạch. Dù sao, sự tình thức tỉnh huyết mạch có thể lớn có thể nhỏ, để lộ ra ngoài tuyệt đối có hại chứ không có lợi, hơn nữa muốn bảo hộ an nguy bàn tử, đầu tiên phải cân nhắc chính là thực lực. Bác lão, túy ông, Tiêu Phàm phủ định từng cái, hai lão già này hắn tin tưởng, nhưng bác lão mỗi ngày đắm chìm trong hồn văn, làm sao có thời giờ quản bàn tử. Về phần túy ông, lão gia hỏa này nhàn tản quen rồi, để hắn trông bàn tử còn không bằng để hắn đi chết. Nam Cung Vũ, Tiêu Phàm vừa muốn nói đến phụ thân bàn tử, mặc dù hắn đã đoán được suy nghĩ trong lòng Nam Cung Vũ, nhưng đã có lần thứ nhất, vạn nhất có lần thứ hai thì sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn phát hiện bản thân tin tưởng người khác rất nhiều, nhưng người đáng giá giao phó sinh mệnh lại rất ít. Giống Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Ảnh Phong, ngược lại rất đáng giá dùng tính mệnh để phó thác nhưng mấu chốt là thực lực bọn hắn còn không đủ để bảo vệ cho bàn tử. Có rồi, Tiêu Thành, nếu như ta có thể đem chiến hồn đại trưởng lão chữa cho tốt. Đại trưởng lão có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục lại chiến đế cảnh, bảo hộ lão nhị hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Phàm vỗ đùi nói, sau đó gõ ngón tay, cười nói, liền làm như vậy. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới nơi này? Nơi này không chào đón ngươi, có bao nhiêu đi xa bấy nhiêu, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào, có chút dương cung bạt kiếm, Tiêu Phàm cau mày một cái, hồn lực quét qua, lập tức bóng người bên ngoài nhìn một cái cũng không sót gì. Nam Cung Vũ, hắn tới đây làm cái gì? Sắc mặt Tiêu Phàm không dễ nhìn, thậm chí hiện ra một tia băng lãnh, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Tam ca, nhị ca như thế nào rồi? Công tử, Quan Tiểu Thất, Phong Lăng cùng Ảnh Phong ba người nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, trên mặt đều là vẻ lo lắng, nhất là Tiêu Phàm máu me khắp người, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiêu Phàm đóng kỹ cửa phòng, còn người lạnh như băng nhìn nam tử trung niên đối diện, trừ Nam Cung Vũ còn có thể là ai? Giờ phút này, Nam Cung Vũ mặc trường bào màu đen bình thường tựa như một nam tử trung niên bình thường. Trên mặt hắn tràn ngập lo lắng, nào còn có bộ dáng đại ly đế chủ, nhìn qua chỉ là một phụ thân lo lắng cho nhi tử. Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi xúc động, bất quá hắn vừa nghĩ tới hình ảnh trước đó Nam Cung Vũ ra tay với bản tử, khuôn mặt rất nhanh liền khôi phục băng lãnh. Đại ly đế chủ, ngươi đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm hờ hững nói. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, nếu là bình thường, ai dám đối đãi đại ly đế chủ như vậy, đó nhất định chính là hành vi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm, cửu nhi thế nào rồi? Nam Cung Vũ cũng không có tức giận, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Lão nhị sống hay chết liên quan gì đến ngươi? Cho dù chết, cũng là do ngươi giết chết. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Sắc mặt Nam Cung Vũ khó coi. Thậm chí có chút hối hận, lúc này mới chờ mong nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi là một thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn nắm giữ năng lực chữa trị chiến hồn và hồn hải, chỉ cần ngươi có thể cứu cửu nhi, ta cái gì cũng đều đáp ứng ngươi. Thực cái gì cũng đều đáp ứng, thần sắc Tiêu Phàm hơi động một chút, bản thân hiện tại vì cứu bản tử, tổn thất cũng không ít, vừa vặn thừa cơ bắt chẹt một phen. Hơn nữa đúng như hắn suy nghĩ. Nam Cung Vũ thực biết rõ bản thân nắm giữ năng lực chữa trị chiến hồn. Có thể,
Nam Cung Vũ không chút do dự gật đầu. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía Tiểu Kim bọn họ nói, các ngươi thay ta hộ pháp, Nam Cung đế chủ theo ta tiến vào đi. Nam Cung Vũ thấy Tiêu Phàm nhả ra, trong lòng hơi hơi vui vẻ, chỉ là mặt ngoài còn duy trì vẻ lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, liền biết ngươi có thể tu bổ hồn hải và chiến hồn, xem ra ta cược đúng, Cửu Nhi không có sự tình gì. Sau đó Nam Cung Vũ đi theo Tiêu Phàm vào gian phòng, Tiêu Phàm ra hiệu Nam Cung Vũ ngồi xuống, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền cứu lão nhị. Bằng vào ta biết ngươi, Tiêu Phàm ngươi cực kỳ trọng tình nghĩa, bằng không trước kia cũng sẽ không đối nghịch ta, như thế xem ra Cửu Nhi không có chuyện gì, ta nghe xem ngươi có ý nghĩ gì. Nam Cung Vũ nhìn bàn tử máu me khắp người trên giường bệnh nơi xa, trong lòng nghĩ thầm. Những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi nói đi. Tiêu Phàm nào biết rõ, tính toán nhỏ nhặt của hắn đã sớm bị Nam Cung Vũ nhìn thấu, chỉ là không có vạch trần mà thôi, dù sao vẫn là quá trẻ. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, thứ nhất, là ai bán đứng ta, thứ hai, ta giết Nam Cung Thiên Giật, ngươi làm sao không giết ta? Tiêu Phàm cực kỳ trịnh trọng nhìn Nam Cung Vũ nói. Nam Cung Vũ nghe vậy, trên người dâng lên một cỗ sát khí nhàn nhạt, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngưng tiếng nói, khi biết được ngươi giết Thiên Giật, ta rất muốn giết ngươi, bất quá khi ta để ra nghi vấn cho Thạch Hàn Kiếm, ta lại có chút may mắn. Thạch Hàn Kiếm, Tiêu Phàm sát khí nặng nề, trong đầu hồi tưởng lại khuôn mặt lúc trước dùng Tuyết Lung Giác uy hiếp bọn hắn, không phải là Thạch Hàn Kiếm sao? Ngươi yên tâm, Thạch Hàn Kiếm đã bị ta xử lý. Nam Cung Vũ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói ra. Vì cái gì, ngươi không nên cảm tạ hắn sao? Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn. Cảm tạ, kém chút bởi vì hắn mà hại chết Cửu Nhi, ta vì sao phải cảm tạ hắn? Nam Cung Vũ đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, có lẽ ngươi nghĩ không ra, vì cái chết Thiên Giật, ta cũng có chút may mắn. Vì cái gì, Tiêu Phàm không nghĩ ngợi hỏi. Nam Cung Thiên Giật tuy rằng nắm giữ huyết mạch Công Tôn gia, nhưng nói đến cùng cũng là con trai của Nam Cung Vũ ngươi, chết vì sao còn may mắn. Tất cả phải kể từ 20 năm trước. Nam Cung Vũ thở dài, tựa như lâm vào bên trong hồi ức xa xôi. 20 năm trước Nam Cung Vũ mới bước lên đại bảo liền được một người con, người này dĩ nhiên chính là Nam Cung Thiên Giật, nguyên bản sinh nhi tử đã có người kế tục, Nam Cung Vũ nên cao hứng mới đúng. Nhưng Nam Cung Vũ lại cao hứng không nổi bởi vì mẫu thân nhất tử là nữ nhi của Công Tôn gia tộc, hơn nữa dựa theo lệ cũ, chỉ cần thiên phú không kém cỏi thì nhi tử hẳn là người thừa kế đế triều. Nam Cung Thiên Giật một khi trở thành đế chủ Đại Ly đế triều, đại biểu cho cái gì thì Nam Cung Vũ rất rõ ràng, có lẽ Đại Ly đế triều sẽ không phải của Nam Cung gia tộc Đại Ly đế triều. Điểm này Nam Cung Vũ không nghĩ sai. Khi Nam Cung Thiên Giật trưởng thành, Công Tôn gia tộc hàng năm đều tới mấy người, người khác có lẽ cho rằng Nam Cung gia tộc cùng Công Tôn gia tộc rất gần là chuyện tốt. Nhưng là ai có thể biết rõ, Công Tôn gia tộc chỉ vì thiên phú Nam Cung Thiên Giật mà đến. Cũng tại năm Nam Cung Thiên Giật 7 tuổi, rốt cục đến tuổi chiến hồn thức tỉnh, Nam Cung Thiên Giật cũng không khiến Công Tôn gia tộc thất vọng, thức tỉnh bát phẩm chiến hồn Huyền Kim Kiếm. Bát phẩm chiến hồn đại biểu cái gì thì ai cũng biết rõ. Nếu như dốc hết tài nguyên bồi dưỡng là có thể trở thành chiến đế. Mà chiến đế, cho dù là tại Thánh Thành cũng coi như là cường giả. Từ đó về sau, người Công Tôn gia tộc tới càng thêm tấp nập, nhưng Nam Cung gia tộc lại thêm lo lắng. Nam Cung Vũ đều hết sức hy vọng Nam Cung Thiên Giật biến thành một người bình thường, dù là cho hắn một đời phồn vinh. Sau Nam Cung Thiên Giật, Nam Cung Vũ lại có mấy đứa con thành công thức tỉnh chiến hồn. Chỉ là khiến bọn hắn thất vọng là không có một người nào có chiến hồn vượt qua thất phẩm. Thẳng đến con trai thứ 9 Nam Cung Tiêu Tiêu, lúc ấy ai cũng không đem hy vọng ký thác trên người bàn tử, dù sao mẫu thân bàn tử thiên phú bình thường, bàn tử có mạnh hơn thì làm sao có thể mạnh hơn. Thế nhưng vượt qua tất cả dự kiến mọi người, bàn tử vậy mà thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu. Lúc ấy, cả tộc Nam Cung gia tộc cùng chúc mừng. Dù Nam Cung Thiên Giật thức tỉnh bát phẩm chiến hồn cũng không náo nhiệt như vậy, một cử động kia thế nhưng chấn động cả Đại Ly đế triều. Vì đề phòng vạn nhất, Nam Cung gia tộc phái hai hoàng phủ chiến hoàng từ nhỏ bảo hộ an nguy Nam Cung Tiêu Tiêu, dù sao bàn tử vừa mới thức tỉnh chiến hồn, tùy tiện một người đều có thể diệt hắn.
nguyên bản chúng ta cho là Công Tôn gia tộc sẽ hạ độc thủ Cửu Nhi, nhưng hắn vẫn luôn bình an vô sự, thậm chí Thiên Giật cùng Cửu Nhi cũng ở chung rất tốt. Thẳng đến hơn 3 năm trước, khi Cửu Nhi 15 tuổi. Nam Cung Vũ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Sự tình tiếp theo, Tiêu Phàm từng nghe nói qua một chút, chính là Nam Cung Thiên Giật lấy danh vì hộ pháp cho bản tử, đánh lén bản tử. Ý ngươi là, xuất thủ ứng phó lão nhị, không chỉ có Nam Cung Thiên Giật, mà là Công Tôn gia tộc. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì? Vậy ngươi cho rằng, hai hoàng phủ chiến hoàng thủ hộ Cửu Nhi không lý do tự dưng chết sao? Ngữ khí Nam Cung Vũ càng ngày càng lạnh. Sẽ không? Tiêu Phàm không chút do dự nói, trong lòng lại bổ sung một câu, xem ra, Công Tôn gia tộc mới là địch nhân chân chính của lão nhị, Nam Cung Thiên Giật chỉ là một con cờ mà thôi. Không sai, là Công Tôn gia tộc hạ độc thủ. Nam Cung Vũ có chút bi phẫn nói. Lúc ấy Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ có 15 tuổi liền đột phá chiến vương đỉnh phong, hơn nữa chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh, thiên phú bậc này dù là thiên tài thánh thành cũng không hơn được. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất, Nam Cung Vũ lúc ấy lập tức đi Đông Cung điều tra, phát hiện trừ một cỗ khí tức hồn lực cuồng bạo ra thì cái gì cũng đều không có. Từ khí tức kia sơ lược phán đoán, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể tẩu hỏa nhập ma, chỉ là tẩu hỏa nhập ma cũng phải tìm ra tung tích. Nhưng Nam Cung gia tộc tìm khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng không thấy bóng dáng Nam Cung Tiêu Tiêu, mà tất cả bằng chứng Nam Cung Thiên Giật cũng đã sớm chuẩn bị xong. Cũng liền bắt đầu từ ngày đó, Nam Cung gia tộc đối với Nam Cung Thiên Giật nổi sát tâm, nói đến buồn cười, Nam Cung Thiên Giật dù sao cũng là thiên tài Nam Cung gia tộc nhưng bọn hắn lại chuẩn bị bóp chết hắn. Chỉ có người Công Tôn gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa không thể để Nam Cung Thiên Giật chuyển vào Đông Cung, trở thành người thừa kế hợp pháp nhất Nam Cung gia tộc. Thẳng đến mấy tháng trước, Nam Cung gia tộc phát hiện tung tích Nam Cung Tiêu Tiêu, lúc ấy nội bộ Nam Cung gia tộc kích động tới cực điểm. Thế nhưng, khi Nam Cung Thiên Giật mang Nam Cung Tiêu Tiêu về, chỉ là một tu sĩ chiến vương sơ kỳ, thời gian 3 năm đã từng là thiên tài nay cũng đã không còn. Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng những không có đột phá, ngược lại tu vi rơi xuống, điều này cũng làm cho Nam Cung gia tộc đối với hắn hết hy vọng, chẳng qua là thành một đứa con rơi mà thôi. Nhưng Nam Cung Vũ lại không thất vọng, vẫn luôn đem tài nguyên tốt nhất cung cấp cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thành công trong vòng mấy tháng đột phá đến chiến hoàng cảnh. Điều này cũng làm cho Nam Cung gia tộc cảm thấy Nam Cung Tiêu Tiêu lại trở về, chỉ là muốn ngăn chặn Nam Cung Thiên Giật vẫn có chút gian nan. Thời gian 3 năm phát sinh quá nhiều, thiên phú Nam Cung Thiên Giật chỉ yếu hơn Nam Cung Tiêu Tiêu, huống chi bàn tử so với Nam Cung Thiên Giật nhỏ hơn 3 tuổi, bàn tử lại lãng phí 3 năm, không chỉ thực lực chênh lệch mà còn có từng cái phương diện khác. Chỉ ít, chỉ cần Nam Cung Thiên Giật không phản bội Nam Cung gia tộc, bọn hắn liền không thể hủy bỏ thân phận người thừa kế hợp pháp nhất của Nam Cung Thiên Giật, trừ phi Nam Cung Tiêu Tiêu lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Nam Cung Thiên Giật. Điều này không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được, bất quá Nam Cung Vũ không nghĩ tới hôm nay, Thạch Hàn Kiếm lại mang đến cho hắn tin tức Nam Cung Thiên Giật đã chết, lúc ấy tâm tình Nam Cung Vũ cực kỳ phức tạp. Hiện tại ngươi biết ta vì sao đã muốn giết ngươi, lại muốn cảm tạ ngươi chưa? Bản thân nhi tử ta chết, ta còn phải may mắn, ai? Trên mặt Nam Cung Vũ lộ ra thần sắc khổ sở. Tiêu Phàm không biết mở miệng như thế nào. Có lẽ đây chính là bi ai của đại gia tộc, vĩnh viễn cũng không thể đứng tại góc độ người khác để suy nghĩ vấn đề, bởi vì phía sau bọn hắn là lợi ích toàn gia tộc, đại biểu cho một quần thể. Thiên Giật muốn giết Cửu Nhi cũng muốn báo thù, những việc này ta đều biết rõ, nhưng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thần sắc Nam Cung Vũ cực kỳ thống khổ. Nam Cung Đế Chủ, sự tình Nam Cung Thiên Giật ta chỉ có thể nói xin lỗi ngươi. Nếu như không phải hắn muốn giết lão nhị cùng ta. Tiêu Phàm từ trong đáy lòng còn không phải hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Vũ, hít sâu một hơi nói, hơn nữa, chúng ta cũng không giết hắn, là hắn động thủ trước. Tiêu Phàm lúc ấy chỉ muốn đem việc chém giết Nam Cung Thiên Giật chịu tội trên người, nào cân nhắc nhiều như vậy. Thôi, việc này không trách ngươi, là huynh đệ bọn họ mệnh không tốt mà thôi. Nam Cung Vũ lại nói, trừ Thạch Hàn Kiếm báo tên ngươi. Mặt khác Ninh gia sở dĩ xuất thủ lại bởi vì Y Phi Mạch. Y Phi Mạch sớm đó hơn nửa tháng trước liền theo phi độ chiến thuyền của Đại Long Đế Triều rời cổ địa bí cảnh.
Y Phi Mạch, con người Tiêu Phàm băng hàn vô cùng, đây cũng là nghi hoặc trong lòng hắn, vì sao Y Phi Mạch không có xuất hiện ở phía trên phi độ chiến thuyền, vì sao Ninh Gia lại ở chiến hồn học viện chắn hắn, hơn nữa giống như đã sớm biết rõ hắn muốn giết Ninh Xuyên, hiện tại tất cả Tiêu Phàm đều minh bạch. Tất cả những thứ này nguyên lai là vì Y Phi Mạch. Hiện tại ngươi có thể nói điều kiện thứ hai. Nam Cung Vũ biết rõ, Y Gia có lẽ lại không may. Y Phi Mạch, lần sau gặp được, sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, trong lòng đã coi Y Phi Mạch là người chết. Nếu như không phải Túy Ông kịp thời chạy đến, Tiêu Phàm hắn đã chết trên tay Ninh Gia, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Y Phi Mạch. Dù là mặt mũi Y Vân đều không dùng được, dù sao Tiêu Phàm đã nể mặt Y Vân để bỏ qua cho Y Phi Mạch một lần. Nhưng Y Phi Mạch không cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn, Tiêu Phàm cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững. Điều kiện thứ hai, thần sắc Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Nam Cung Vũ nói, trị liệu thương thế lão nhị ta có nắm chắc, nhưng cần 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch. 3.000 vạn, Nam Cung Vũ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ phương pháp Tiêu Phàm tu bổ hồn hải cùng chiến hồn chỉ cần hồn thạch? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, những hồn thạch này chỉ là thứ nhất, mặt khác, ta cần bát phẩm đoạn long căn, một gốc bát giác huyền băng thảo, một gốc bát phẩm địa viêm đảm, một gốc thất phẩm thiên thiền linh diệp. Tiêu Phàm liên tiếp nói 12 loại linh dược, Nam Cung Vũ nhất thời ngốc trệ tại chỗ, Tiêu Phàm nói tới 12 loại linh dược, kém cỏi nhất đều là thất phẩm linh dược. Còn có 3 loại bát phẩm linh dược. Những linh dược này giá trị liên thành, không ít hơn 1.000 vạn thượng phẩm hồn thạch. Hơn nữa, mấu chốt nhất là cho dù có thượng phẩm hồn thạch cũng chưa chắc có thể tìm nói. Trong vòng 3 canh giờ, ta muốn gom góp đủ, có lẽ Nam Cung đế chủ cũng có chút khó, vạn nhất thu thập không đủ, lão nhị. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ là có chút khó sao? Mẹ nó, tiểu tử này nhất định đang ăn thịt không nhả xương. Trong lòng Nam Cung Vũ oán thầm không thôi, thế nhưng hắn lại không dám nói ra. Hắn cũng biết Tiêu Phàm không hoàn toàn tin tưởng hắn, nếu như ngay cả điểm ấy đồ vật cũng không nguyện ý lấy ra, hắn làm sao chứng minh mọi chuyện trước đó đều là thật. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nghĩ như vậy, đây cũng là một khảo nghiệm đối với Nam Cung Vũ, hắn không tin đường đường Nam Cung gia tộc ngay cả điểm ấy cũng không lấy ra được. Được, ta lập tức đi góp. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, điều kiện thứ ba đâu? Lão nhị có ngài là phụ thân, là phúc khí của hắn. Tiêu Phàm cười cười nói. Khóe miệng Nam Cung Vũ giật một cái, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, hắn chỗ nào nghe không ra ý tứ bên trong lời nói của Tiêu Phàm, một câu hai ý nghĩa đã tán dương hắn, cũng đồng dạng châm chọc hắn. Điều kiện thứ ba. Nói đến đây, Tiêu Phàm thần sắc bỗng ngưng tụ, ta muốn biết rõ sự tình sở ra. Sự tình ngươi biết về Sở gia đều nói hết cho ta. Sở gia, Nam Cung Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thần sắc hơi động một chút, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chàng diện lập tức tựa như lâm vào yên lặng, hồi lâu Nam Cung Vũ mới nói, Tiêu Phàm, việc này hình như không có quan hệ với việc trị liệu cho Cửu Nhi. Đây là điều kiện. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định, hắn biết sự tình Sở gia Nam Cung Vũ khẳng định biết rất nhiều, nếu như ngay cả Nam Cung Vũ đều không biết. Đại Ly đế triều cũng không mấy người biết. Đây không tính là điều kiện. Nam Cung Vũ lắc đầu, tựa như không nguyện thổ lộ bất luận cái gì liên quan tới Sở gia, lập tức lại nói, Tiêu Phàm, ta đã từng gặp một vị cố nhân dung mạo rất giống ngươi, hơn nữa, hắn cũng đến từ Đại Yến Vương triều, cũng đồng dạng họ Tiêu. Nghe vậy, toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kích động vô cùng, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống. Nói Tiêu Trường Phong. Ngươi chẳng lẽ là, Nam Cung Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng khó che đậy vẻ kinh ngạc. Ngươi là Đại Ly đế chủ, không khó có được tin tức đâu. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Nam Cung Vũ, dựa theo lẽ thường mà nói, Nam Cung Vũ phải có tất cả tin tức của hắn mới đúng. Nam Cung Vũ lắc đầu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nói tin tức của bất luận kẻ nào ta đều có thể có trong vòng vài ngày. Nhưng tin tức của người ta lại chỉ có thể tra được ở Đại Yến Vương Triều, sau đó liền rốt cuộc không có bất kỳ dấu vết gì. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn là một đệ tử Tiêu gia nho nhỏ mà thôi, Tiêu Thành cách Đại Yến Vương Thành cũng không phải rất xa, tra được thân phận hắn rất khó sao. Ngươi là nói, có người cản trở,
ngăn cản các ngươi tiếp tục tra xuống dưới. Tiêu Phàm tâm tư sáng tỏ, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Không sai, phàm là tiếp tục thâm nhập, người truy cứu thân phận ngươi đều sẽ biến mất, 8-9 phần 10 là chết. Nam Cung Vũ gật đầu, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm cũng có chút biến hóa. Ngươi đoán không sai, Tiêu Trường Phong là phụ thân ta. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì chuyện này muốn giấu giếm cũng không gạt được. Quả là thế. Chỗ sâu đáy mắt Nam Cung Vũ khó nén vẻ kinh ngạc, thở dài nói, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng là Tiêu Trường Phong tái sinh. Ngươi trước đó gặp qua ta, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngày ngươi giết chết Tần Đao. Nam Cung Vũ không có giấu giếm, nhìn về phía Tiêu Phàm chính trọng nói, hiền chất, việc liên quan tới Sở gia, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Yên tâm, ta sẽ không nói là ngươi tiết lộ. Tiêu Phàm không chút do dự nói. Không phải cái này. Nam Cung Vũ lắc đầu, ta muốn nói là, trước khi các ngươi đủ thực lực, hoặc ngươi chưa đột phá chiến đế cảnh, không thể tìm Sở gia báo thù. Báo thù, Tiêu Phàm mặc dù sớm có một chút phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, gật đầu nói, được. Nam nhân nói chuyện cần phải giữ lời. Nam Cung Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, kỳ thật, mẫu thân ngươi chính là người Sở gia. Sở gia, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong nháy mắt nghĩ đến ngọc bội trên cổ, thế nhưng mẫu thân mình cùng Sở gia làm sao có quan hệ được. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Nam Cung Vũ cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, ta nói Sở gia, không phải Sở gia này, mà là cổ tộc Sở gia. Sở gia tại Đại Ly Đế Triều chỉ bất quá là chi nhánh Sở gia mà thôi. Chi nhánh, đây là ý gì? Mặc dù trong lòng nghi ngờ không thôi, nhưng Tiêu Phàm lại không có quấy rầy, tiếp tục nghe Nam Cung Vũ nói ra, phần lớn người coi chiến hồn đại lục, cửu đại thánh thành vi tôn, cửu đại thánh thành chính là quái vật khổng lồ, kỳ thật có một vài đại gia tộc tồn tại trên vạn năm, so với cửu đại thánh thành còn xa xưa hơn, những cái này được xưng là cổ tộc, tựa như Sở gia. Sở gia truyền thừa cực kỳ lâu đời, thậm chí có nghe đồn, Sở gia từng sinh ra cường giả chiến thần, dù là bây giờ không còn như trước kia, Sở gia cũng không phải gia tộc khác cùng thế lực có thể so sánh. Lấy Vô Song Thánh Thành mà nói, Sở gia chính là số một trong hai đại gia tộc, mà Sở gia này vẫn chỉ là chi nhánh cổ tộc Sở gia. Một chi nhánh liền có thể tại Vô Song Thánh Thành chiếm cứ một phe thế lực, người có thể tưởng tượng Sở gia mạnh bao nhiêu rồi. Nghe thế, Tiêu Phàm cũng hút ngụm khí lạnh, Sở gia này thực đáng sợ như vậy sao? Không đợi Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nam Cung Vũ lại tiếp tục nói, mẫu thân ngươi chính là đến từ cổ tộc Sở gia, sự tình năm đó ta cũng biết không nhiều, ta chỉ biết phụ thân ngươi bị Sở gia mang đi, về phần tại sao, ta cũng không rõ. Sở gia sao? Trong con ngươi Tiêu Phàm lóe qua một tia lệ khí ngập trời. Hiền chất, thực lực ngươi quá yếu, tốt nhất đừng bại lộ thực lực. Có người thay ngươi xóa mất dấu vết, đó là không còn gì tốt hơn. Nam Cung Vũ vội vàng khuyên. Nhìn thấy lệ khí trên người Tiêu Phàm biến mất, lại an ủi, đương nhiên, ngươi cũng không cần sợ hãi, cổ tộc bình thường sẽ không nhúng tay vào ngoại giới, hơn nữa tại Vô Song Thánh Thành cũng không phải Sở gia lớn nhất. Qua mấy tháng, người chiến hồn điện Vô Song Thánh Thành sẽ đến tuyển tu sĩ thiên tài tiến vào Vô Song Thánh Thành, đến lúc đó, ngươi có thể gia nhập gia tộc cùng tông môn khác. Đây đều là có thể. Ta biết phải làm sao. Tiêu Phàm gật đầu, tin tức này cho hắn lực trùng kích quá lớn, cần thời gian đi tiêu hóa. Mặt khác, ta muốn thay Úy Nguyệt Sinh cầu xin. Nam Cung Vũ đột nhiên nói ra, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Tiêu Phàm đã từng nói, trong vòng một năm lấy đầu Úy Nguyệt Sinh, lấy thực lực Tiêu Phàm có lẽ căn bản không cần thời gian một năm. Làm sao, hắn nguyên lai cũng sợ chết à? Tiêu Phàm cười lạnh, không nói thêm gì nữa, Nam Cung Vũ cũng thở phào, bởi vì hắn biết Úy Nguyệt Sinh xem như bảo trụ lại một cái mạng. Phía trên đế triều còn có thánh thành, Tiêu Phàm sớm đã rõ ràng, thậm chí hắn còn biết phía trên thánh thành có một tòa thần thành, chỉ là vì sao Nam Cung Vũ không nói tới. Nam Cung Vũ không nói, Tiêu Phàm lắc đầu, cổ tộc Sở gia trong miệng Nam Cung Vũ phân lượng cũng không nhỏ, hắn không cần thiết giấu giếm bản thân. Kể từ đó, chỉ có một cái khả năng, chính là Nam Cung Vũ đều không biết thần thành tồn tại, hay là bản thân thần thành đã sớm không còn tồn tại. Về phần Sở gia,
Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ có thể vứt qua một bên, hiện tại thực lực hắn còn quá yếu, nếu như cứ như vậy tìm tới cửa, rất có thể trực tiếp bị giết chết. Muốn cứu Gia Gia và phụ mẫu, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được, mẫu thân dù sao cũng là người Sở Gia, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ giết phụ thân và Gia Gia. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, Tiêu Phàm rất rõ, muốn cứu Tiêu Hạo Thiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hắn chỉ là một chiến hoàng cảnh nho nhỏ, trước mặt Đại Ly Đế Triều hay Sở Gia đều không đủ nhìn. Lại càng không cần phải nói đến Vô Song Thánh Thành Sở Gia, về phần cổ tộc Sở Gia, Tiêu Phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Việc cấp bách tăng thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất, chỉ là muốn tăng thực lực bản thân cũng không phải sự tình đơn giản. Sau 3 tháng sát phương thí luyện hẳn là con đường rất tốt, chỉ có bên trong chém giết mới có thể nghiền ép ra tiềm năng, mau chóng đột phá tuyệt thế chiến hoàng. Con người Tiêu Phàm vô cùng kiên định, hơn nữa muốn đột phá chiến đế, nhất định phải đạt được tầng thứ 8 của vô tận chiến quyết mới được. Vô tận chiến quyết vốn là đồ vật tu la điện, rất có thể xuất hiện ở bên trong huyết lâu. Thiên chất, 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, còn có linh dược kia, đêm nay ta đưa tới. Nam Cung Vũ đứng ở bên người bàn tử hôn mê đằng xa, nhìn thấy khí tức bàn tử bình ổn, rõ ràng chính là dấu hiệu khôi phục hồn hải, trên mặt Nam Cung Vũ cũng hiện ra nụ cười. Tiêu Phàm quả nhiên như hắn suy đoán, là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa còn thật có năng lực chữa trị hồn hải cùng chiến hồn, bằng không mà nói, hắn sẽ phải hối hận cả đời. Buổi sáng ngày mai đưa tới là được. Tiêu Phàm cũng không khách khí, những hồn thạch đó là hắn đột phá chiến hoàng hậu kỳ mà chuẩn bị, mà linh dược cũng vì luyện chế thất phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan, vật liệu cứu chữa cho Mạc Thiên Nhai. Trong thời gian ngắn hắn muốn tìm đủ những linh dược này nhưng trên cơ bản là không có khả năng, cho nên liền dọa dẫm Nam Cung Vũ một phen, may mắn là Nam Cung Vũ cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần du thiên ngoại, Nam Cung Vũ đáp một tiếng liền rời phòng, hồi lâu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên, phía sau một cỗ ý lạnh đánh tới. Sát khí cường đại trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, đưa tay, một đạo kiếm chỉ vung ra. Phản ứng cũng không chậm. Một cái tay khô gầy tùy tiện bắt lấy kiếm chỉ Tiêu Phàm, ngay sau đó một cỗ mùi rượu nồng đậm đập vào mặt. Lão sư, ngài đến lúc nào? Tiêu Phàm vội vàng thu liễm sát khí. Nhìn về phía túy ông đối diện nói. Đến có chút thời điểm, thấy ngươi đang suy nghĩ, liền không có quấy rầy ngươi. Túy ông nhấp một hớp rượu, trước đó ngươi chạm tới biên giới tam trọng sát ý, có thể có thu hoạch gì? Tiêu Phàm lắc đầu, cười khổ nói, không thu hoạch được gì. Ý cảnh, hư vô phiêu miểu, xác thực không phải dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ được, dù là chiến thánh cũng vô pháp trợ giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Túy ông an ủi. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật đầu, ý cảnh xác thực quá mức huyền diệu, hắn vừa mới chạm tới tam trọng sát ý cũng cảm giác thực lực cả người cường đại hơn rất nhiều. Nếu như thật lĩnh ngộ tam trọng sát ý, há không phải càng thêm cường đại. Thấy ngươi lo lắng, có chuyện gì cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể giải quyết vấn đề. Túy ông cười nói. Ta. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cười nói, lão sư, ta không có việc gì, bất quá, qua 2-3 tháng, ta chuẩn bị rời Ly Hỏa Đế Đô, ra bên ngoài giải sầu một chút. Tiêu Phàm vốn chuẩn bị đem sự tình Sở Gia cùng sát phương thí luyện nói với Túy ông một lần, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ, Túy ông thực lực không yếu, đến người Thánh Thành đều e ngại. Nhưng Sở Gia cũng không phải là gia tộc Thánh Thành có thể so sánh, lấy tính tình Túy ông lại không có khả năng từ bỏ mình, đến thời điểm đó khó tránh khỏi liên lụy hắn. Về phần sát phương thí luyện, Tiêu Phàm cảm giác vẫn là không muốn bại lộ thân phận bản thân, dù sao trong mắt huyết lâu, hắn không phải là người quang minh chính đại tồn tại. Túy ông mị mị hai mắt, cuối cùng vỗ bả vai Phàm nói, không có việc gì thì tốt, ra ngoài giải sầu một chút cũng được, có lẽ có thể lĩnh hội kiến thức thế giới. Được rồi, lão đầu qua mấy ngày cũng chuẩn bị đi khắp nơi nhìn xem, không có thứ gì cho ngươi, chỉ tặng ngươi một câu. Lúc Tiêu Phàm còn chuẩn bị nói cái gì, Túy ông đột nhiên nói ra. Lão sư mời nói. Tiêu Phàm một mặt thụ giáo, cúi đầu cung kính nói. Tướng do tâm sinh, sát do tâm khởi, chân chính giết chóc không vì cảm xúc chi phối, người như vậy mới có thể siêu thoát bên ngoài. Thanh âm Túy ông khàn khàn vang lên, càng ngày càng nhỏ. Chân chính giết chóc không vì cảm xúc chi phối,
trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm câu nói kia của Túy ông. Tiêu Phàm tựa như lâm vào bên trong một loại cảnh giới huyền diệu, đến Túy ông rời đi đều không biết, chỉ có câu nói kia một mực quấn quanh ở bên tai. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Phàm tựa như sáng tỏ thông suốt, bên trong tối tăm bắt lấy cái gì, nhưng lại không bắt được. Tiêu Phàm nhắm mắt lại buông lỏng tới cực điểm, cả người tản mát ra một cỗ khí tức siêu nhiên, không nhiễm bụi trần, không mang theo một tia khói lửa. Quanh thân hắn có từng đạo khí tức vi diệu lấp lóe, tựa như kiếm khí lại như đao khí, biến hóa khó lường, bọn chúng vây quanh mỗi một tấc da thịt Tiêu Phàm, xoay tròn, nhưng lại không đụng tới y phục. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái kia rõ ràng là sát khí thực chất hóa, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức xuất trần, thực sự quá quỷ dị. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, người bình thường căn bản sẽ không tin tưởng. Đốn ngộ, giờ phút này, Tiêu Phàm tiến vào một loại trạng thái, bởi vì có cảm xúc một câu của Túy ông mà bước vào một cửa ải, đây là một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Cho dù là thiên phú Tiêu Phàm đáng sợ cũng là lần thứ nhất tiến vào cảnh giới đốn ngộ, có thể thấy tiến vào loại cảnh giới này rất gian nan. Nhưng lại đạt được lợi ích to lớn, dù tu vi không có chỗ tăng lên, nhưng một đường võ đạo sẽ ít đi nhiều bụi gai cùng gông cùng xiềng xích. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đầu Tiêu Phàm vô số hình ảnh lóe qua, dường như trải qua thời gian mấy năm, mà bên ngoài mới qua một ngày mà thôi. Từng đạo hồn lực gợn sóng từ trên người hắn dập dờn mà ra, mang theo một cỗ khí tức tuyệt thế sắc bén, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp, tim mật phát lạnh. Tam trọng sát ý, đây là tam trọng sát ý mới có khí tức đặc thù như thế, mặc dù hắn tu vi không có đột phá, nhưng lĩnh ngộ đối với sát ý lại tiến thêm một tầng. Hồng hộc, đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt, hai tia chớp giống như lợi mang bắn ra, hư không đều rất giống bị cắt đứt. Tam trọng sát ý. Tiêu Phàm thở ra một ngụm chọc khí, nhìn nơi trước đó Túy ông đứng, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, đa tạ lão sư chỉ điểm, đồ nhi biết rõ cái gì mới là sát ý chân chính. Ta nói ngươi tại sao lại đến? Đột nhiên, bên ngoài lại truyền tới thanh âm không kiên nhẫn của Quan Tiểu Thất, yên tĩnh trong nháy mắt bị phá vỡ. Để hắn tiến vào. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nam Cung Vũ đẩy cửa phòng đi vào gian phòng, Quan Tiểu Thất bọn hắn lần này cùng đi theo, một mặt khó chịu nhìn Nam Cung Vũ. Hiền chất, đây là đồ vật ngươi cần. Nam Cung Vũ đưa cho Tiêu Phàm một chiếc hồn giới, trên mặt mang nụ cười. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt lại lóe qua một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ khí tức siêu phàm. Hôm qua lúc rời đi, trên người Tiêu Phàm đều không có cỗ khí tức này. Ai là hiền chất ngươi chứ? Quan Tiểu Thất cực kỳ không quen nhìn Nam Cung Vũ, hắn là một người yêu hận rõ ràng, Nam Cung Vũ tổn thương bản tử, cái này đã sớm khiến hắn ghi hận Nam Cung Vũ. Nếu như không phải Nam Cung Vũ là phụ thân bản tử, có lẽ Quan Tiểu Thất đã sớm giết đến tận Hoàng Cung. Đa tạ Nam Cung đế chủ. Tiêu Phàm cho Quan Tiểu Thất một cái ánh mắt ngăn lại, không chút khách khí tiếp nhận hồn giới. Hiền chất, không biết cửu nhi lúc nào có thể tỉnh lại. Nam Cung Vũ trịnh trọng hỏi, điều này khiến mấy người Quan Tiểu Thất xem thường một trận, trong lòng giận mắng Nam Cung Vũ giả mù sa mưa. Ta cũng không biết, qua một đoạn thời gian ta sẽ dẫn lão nhị rời khỏi nơi này, thẳng đến khi hắn tỉnh lại mới có thể trở về. Tiêu Phàm nói ra, về phần Tiêu Thành, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Nam Cung Vũ. Tam ca, ngươi muốn rời đi. Quan Tiểu Thất giống như bị đạp đuôi mèo, nhìn về phía Tiêu Phàm hét lớn. Ân, rời đi một đoạn thời gian. Tiêu Phàm gật đầu, cười nói, yên tâm, qua một đoạn thời gian ta sẽ trở về, ngươi liền hảo hảo tu luyện bên người Hỏa Hoàng, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, có thể có chỗ đột phá. Quan Tiểu Thất khẽ cắn môi, biết rõ Tiêu Phàm đã quyết định đi, liền không nói thêm cái gì. Hiền chất, nửa năm sau Chiến Hồn Điện Thánh Thành đến cửu đại đế triều tuyển bạt thiên tài, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lỡ? Nam Cung Vũ hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm cười cười, Ảnh Phong, Tiểu Lang, Tiểu Minh, các ngươi cũng tạm thời lưu tại Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu Kim, ngươi theo ta rời đi. Vâng, công tử. Ảnh Phong cùng Phong Lang mặc dù rất muốn cùng Tiêu Phàm rời đi, nhưng lại không có phản bác lời nói của Tiêu Phàm, tâm tình mọi người có chút trầm trọng. Sư huynh. Đột nhiên,
thanh âm Tần Mặc vang lên, bên ngoài có một người gọi Bắc Thần Phong tìm ngươi. Bắc Thần Phong, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, mình cùng Bắc Thần Phong mặc dù xem như cộng hoạn khổ sở, nhưng không nói lên cái gì, hắn tìm đến mình làm cái gì. Tiểu Ngũ, Tuyết Lung Giác, các ngươi ở chỗ này bảo vệ lão nhị, ta đi một chuyến. Tiêu Phàm cho quan tiểu thất một cái ánh mắt, liền hướng đại sảnh phía trước mà đến. Nam Cung Vũ cười khổ một hồi, hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm hiện tại cũng không hoàn toàn tin tưởng bản thân, bất quá hồi tưởng sự tình trước đó, Tiêu Phàm xác thực không có khả năng tùy tiện tin tưởng hắn. Nhìn bàn tử nằm ở trên giường, trong lòng Nam Cung Vũ ngưng tiếng nói, cửu nhi, người có một người huynh đệ tốt. Hít sâu một hơi, Nam Cung Vũ quay người rời phòng. Tiêu Phàm bước đi như bay, rất nhanh liền đi tới đại sảnh, lại nhìn thấy Bắc Thần Phong đang ngồi trong đại sảnh, một mặt hăng hái, Tiêu Phàm còn tưởng mình nhận lầm người. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bắc Thần Phong chính ý rào rạt cùng Tần Mộng Điệp trò chuyện, Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Chỉ là, Tần Mộng Điệp có vẻ như không thế nào chịu được Bắc Thần Phong, hờ hững lạnh lẽo đáp lại. Khụ khụ. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng. Tần Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tựa như tiểu hài làm sai sự tình, hoặc là cảm giác một số bí mật bản thân bị Tiêu Phàm phát hiện ra. Bắc Thần Phong, người tìm ta làm cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, ngược lại không có phát hiện dị trạng của Tần Mộng Điệp. Không có gì, ra ra ta muốn cùng ngươi đi một chuyến mà thôi. Bắc Thần Phong lơ đễnh nói, con ngươi chưa bao giờ rời khỏi Tần Mộng Điệp. Gia gia ngươi là ai? Tiêu Phàm không hiểu Bắc Thần Phong, trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này cũng là một kẻ trọng sắc khinh bạn, thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm vào Tần Mộng Điệp. Trong lòng Tiêu Phàm cảm khái không thôi. Nếu là ở kiếp trước, Bắc Thần Phong tuyệt đối là một cao thủ tán gái, dáng dấp cũng là ngọc thụ lâm phong, khí khái hào hùng, chủ yếu nhất là ánh mắt mê người, nữ nhân bình thường thật đúng là không chịu được. Nếu như Bắc Thần Phong có thể cùng với Tần Mộng Điệp, cũng rất tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn biết rõ Tần Mộng Điệp đối với hắn có tâm tư, bất quá hắn đối với Tần Mộng Điệp lại không có nửa điểm ý tứ, nhiều nhất cũng chỉ coi nàng là muội muội mà đối đãi. Chỉ là Tần Mộng Điệp là tôn nữ Tần Mặc, Tiêu Phàm cũng không dám lạnh nhạt cự tuyệt, nếu như Bắc Thần Phong có thể dắt tâm Tần Mộng Điệp, đối với Tiêu Phàm mà nói, đó là không thể tốt hơn. Gia gia của ta là lão sư ngươi. Bắc Thần Phong nói, gia hỏa này đáp một câu, tâm tư hoàn toàn không đặt ở trên người Tiêu Phàm. Lão sư ngươi, Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm, Bắc Thần Phong, Bắc lão, ngươi là tôn tử của Bắc lão. Câu nói sau cùng, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên đề cao mấy phần. Bằng không ngươi cho rằng là gì? Bắc Thần Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Nói, hừ, mặc dù gia gia của ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta còn không có nhận ngươi làm sư thúc đâu. Phải không? Tiêu Phàm cười ha ha, tiến đến bên tai Bắc Thần Phong nhẹ giọng nói, ngươi không nhận người sư thúc này không có quan hệ, gia gia Mộng Điệp là sư đệ ta. Người sư đệ này vẫn rất nghe lời ta à? Sư đệ, ngươi nói đúng không? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hướng Tần Mặc phía sau nói, lời nói tuy nhỏ nhưng Tần Mặc lại nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt Tần Mộng Điệp đỏ bừng vô cùng, bất quá trong lòng có chút tức giận, nàng chỗ nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, hắn là muốn cho tên Bắc Thần Phong theo đuổi nàng. Thế nhưng nàng đối với Bắc Thần Phong căn bản không có nửa điểm hứng thú, trong lòng nàng chỉ có Tiêu Phàm. Đó là đương nhiên. Tần Mặc ưỡn ưỡn lồng ngực, trước tiên đứng ở phía sau Tiêu Phàm. Mộng Điệp là ai? Bắc Thần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi và ta ở giữa có sự tình, liên quan gì đến Mộng Điệp, còn có gia gia Mộng Điệp là có chuyện gì? Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Mộng Điệp vị mỹ nữ trước mắt ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, để lại một câu nói, trực tiếp rời đại sảnh. Ngươi là Mộng Điệp, ngươi là gia gia Mộng Điệp, Tiêu Phàm là sư huynh ngươi. Ngươi rất nghe hắn lời nói. Bắc Thần Phong bị Tiêu Phàm khiến cho đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không minh bạch. Tần Mặc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt gật đầu, Tần Mộng Điệp lạnh lùng liếc mắt chừng Bắc Thần Phong. Sẽ không như thế chứ? Bắc Thần Phong mở chừng hai mắt, sau đó lách mình biến mất tại chỗ, hướng về bên ngoài hét lớn, sư thúc,
chờ ta. Bắc Thần Phong phản ứng kịp, lập tức lộn nhào về hướng Tiêu Phàm đuổi theo, đáng tiếc Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết thế tại sao mình không thừa nhận Tiêu Phàm là sư thúc. Hiện tại phiền phức, chỉ cần một câu Tiêu Phàm, mình theo đuổi Mộng Điệp cũng vô dụng thôi, vừa nghĩ tới nụ cười trên mặt Tần Mặc, trong lòng Bắc Thần Phong liền không được bình tĩnh. Sư thúc, người nhất định phải giúp ta một chút. Trong lòng Bắc Thần Phong kêu to, liền hướng lấy chân trời lao đi. Tiêu Phàm rời thần châm các, rất nhanh liền quen việc đi tới trúc viên của Bắc Lão. Lão sư, Tiêu Phàm đứng ở bên ngoài trúc viên gọi vài câu, lại không nghe thấy Bắc Lão trả lời. Tiêu Phàm cau mày một cái, đẩy cửa sân đi vào, trong sân vắng vẻ, không có bất luận bóng người nào, bất quá lúc Tiêu Phàm nhìn về tiểu viện phía trước lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở ngoài viện có từng đạo kình phong tàn phá bừa bãi, tựa như lưỡi đao lăng lệ. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, những lưỡi đao này tạo thành quy luật chuyển động quỷ dị, mỗi một đao dường như đều đại biểu cho một loại ý cảnh, huyền diệu tới cực điểm. Đao khí đang vẽ hồn văn, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ lão sư đang điêu khắc? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở đó, quan sát lấy hướng đi đao phong kia, đao khí biến hóa. Lúc đầu lưỡi đao cùng đao khí biến hóa chậm chạp, Tiêu Phàm có thể tùy tiện bắt kịp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đao khí càng lúc càng nhanh, lưỡi đao cũng càng ngày càng quỷ dị, dù là Tiêu Phàm mắt thường bắt rất nhanh cũng có chút thấy không rõ, thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Phàm có cảm giác hôn mê. Lão đầu tử lại đang điêu khắc. Bắc Thần Phong một mặt chán trường chạy tới, nhìn thấy động tĩnh trong phòng liền lộ ra một tia không thích, chẳng khi nhìn về phía Tiêu Phàm. Bắc Thần Phong lại cười nhẹ nhàng, sư thúc, ngươi thực sự là sư huynh của Gia Gia Mộng Điệp ư. Tiêu Phàm không trả lời Bắc Thần Phong, tất cả tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong vô tận đao khí, trong mắt hắn, tựa như cả tòa gian phòng đều bị đao khí bao phủ. Vậy mà chìm vào trong đó, Bắc Thần Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở một bên trên bàn đá một mình uống trà. Phốc, sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người nhìn qua tâm lực lao lực quá độ. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Bắc Thần Phong lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lão đầu tử lâm vào một loại trạng thái điêu khắc huyền diệu, ngươi không nên tới gần. Loại trạng thái này rất ít sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, thân thể có chút suy yếu. Không hề ít, dù sao trong ký ức của ta. Ta nhả máu đoán chừng có mấy bồn. Bắc Thần Phong nghĩ một lát, trịnh trọng hồi đáp. Nôn mấy bồn máu, khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, Bắc Thần Phong thật đúng là đóa kỳ hoa. Sư thúc, người đừng nói cho lão đầu tử, kỳ thật ta thổ huyết nhiều lần đều là giả, thật sự là ta đối với hồn văn đều không có hứng thú. Bắc Thần Phong nói khẽ. Hồn văn huyền diệu vô cùng, vô luận ai tu luyện đều sẽ có chỗ tốt, người làm sao không luyện. Tiêu Phàm đứng dậy nhìn Bắc Thần Phong nói. Ta không phải nói chứ, ta đối với hồn văn không có hứng thú, nhưng lại không muốn lão đầu tử thất vọng, cho nên ta liều mạng học, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phải không thành tựu được gì, cho nên ta không thể không giả dạng làm bộ dáng rất chân thành, bởi vì chỉ có chìm vào trong đó, mới có thể choáng đầu hoa mắt, mới có thể thổ huyết. Bắc Thần Phong nhún nhún vai nói. Nguyên lai cho tới nay, người đều là giả vờ. Đột nhiên. Một đạo thanh âm nghiêm khắc từ nơi xa truyền đến, Bắc Thần Phong nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Ra ra, ta không phải cùng sư thúc đùa giỡn hay sao? Ta học tập hồn văn rất chân thành. Bắc Thần Phong không chút do dự nói, lại không có bất luận bộ dáng cười đùa tí từng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Bắc Thần Phong, gia hỏa này nhìn ra là thực rất sợ Bắc Lão. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra Bắc Thần Phong đối với Bắc Lão cũng rất quan tâm và kính yêu. Chỉ bằng vào việc hắn nôn mấy bồn máu, không phải người bình thường có thể làm ra. Qua một lúc lại thu thập ngươi. Sắc mặt Bác Lão hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, nhìn về phía Tiêu Phàm, Bác Lão mặt lộ vẻ hiền lành nói, Phàm Nhi, ngươi tới. Lão sư, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Nhìn Bác Thần Phong không nhúc nhích đứng ở đó, trong lòng Tiêu Phàm buồn cười một trận, trong lòng im lặng nói, lấy thực lực lão sư chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi thụ thương là giả sao? Thủ đoạn nho nhỏ làm sao có thể qua mắt lão sư.
Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tình nghĩa ông cháu hai người không phải cạn, chỉ là không có làm quá rõ mà thôi. Vừa rồi có cảm ngộ được gì? Bác lão ngồi ở ghế đá, Bác Thần Phong vội vàng chạy tới, cười ha hả rót một ly trà. Lưỡi đao biến hóa thập phần huyền diệu, hơn nữa tốc độ quá nhanh, đệ tử thiên tư ngu đột, chỉ bắt được 1/10. Tiêu Phàm cười khổ nói. 1/10, sư thúc, ngươi nhìn một lần liền bắt được 1/10, không cần phải nổ banh xác thế chứ. Huống chi, ngươi nếu bắt được 1/10, đó hoàn toàn là cấp bậc thiên tài yêu nghiệt rồi, làm sao có thể thiên tư ngu đột. Bác Thần Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi thực bắt được 1/10. Bác lão liếc mắt chừng Bác Thần Phong, trong bàn tay lấy ra một cái mộc điêu, ném tới trước người Tiêu Phàm, lấy ra một chuôi đoản đao nói, người dựa theo suy nghĩ trong lòng, thử nghiệm điêu khắc một cái. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm trầm ngâm gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Hắn gặp qua khôi lỗi thú đều không ít, nhưng hồn điêu thú chân chính còn không có gặp qua, lại càng không cần phải nói tự mình điêu khắc. Thiên phú tu luyện của hắn rất yêu nghiệt. Nhưng cũng không có nghĩa là một đường tạo nghệ hồn điêu sư cũng như thế. Không cần phải khẩn trương, tùy tâm sở dục. Bác lão liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm thực không biết điêu khắc, bởi vì hắn căn bản liền không biết hạ đao như thế nào. Tùy tâm sở dục, Tiêu Phàm gật đầu như có một tia minh ngộ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Tùy tâm sở dục cũng không phải nhắm mắt, nhìn đều nhìn không rõ, còn hạ đao thế nào được. Bác Thần Phong kinh ngạc nói. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đã bắt đầu động thủ, đoản đao trong tay hắn bay vụt, tốc độ nhanh vô cùng, từng đạo đao khí loạn xạ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Hắn có khi chọc, có khi quét, có khi chém. Lưỡi đao biến hóa vô tận, dưới sự dẫn đường của lưỡi đao, đao khí cũng càng ngày càng sắc bén. Bất quá khóe miệng Bác Thần Phong co quắp mãnh liệt, bởi vì người mộc điêu lúc trước đã không còn hình dạng gì. Cái này là điêu khắc, so với ta còn kém hơn. Ra ra, ngươi làm sao coi trọng hắn? Bác Thần Phong rốt cục nhịn không được nói ra. Im miệng, Bác Thần Phong không nghĩ tới bác lão vậy mà trực tiếp quát hắn. Hơn nữa, ánh mắt đục ngầu càng ngày càng thanh minh, thân thể đang khẽ run. Ra ra, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ. Nhìn thấy toàn thân bác lão run rẩy, Bác Thần Phong lo lắng kêu to, Tiêu Phàm, ngươi nhanh dừng lại, lão đầu tử bị ngươi dọa không chịu được rồi. Ba. Nào biết bác lão trực tiếp cho Bác Thần Phong một cái tát sau ót, bị Bác Thần Phong làm tức đến dở khóc dở cười, nói, ngươi là một tiểu tử khốn kiếp, ngươi nếu có thể có 1/10 thiên phú hồn điêu như Tiêu Phàm, ta chết cũng nhắm mắt. Bác Thần Phong một mặt mộng bức, không phục nói, lão đầu tử, ta điêu khắc tối đa cũng chỉ là tứ bất tượng, Tiêu Phàm điêu khắc không giống mà, ngươi nói hắn lợi hại hơn ta. Không tin, ngươi điêu khắc một cái thử xem. Bác lão hừ lạnh một tiếng nói. Thử liền thử, ta tốt xấu gì cũng bên ra ra mưa dầm thấm đất, chí ít cũng coi là đại sư cấp hồn điêu sư, ta không tin ta kém hắn. Bác Thần Phong một mặt ngạo nghễ nói, trong lòng hắn không chịu thua, trong nháy mắt phát ra, lấy ra một cái đầu gỗ bắt đầu điêu khắc. Theo Bác Thần Phong gia nhập điêu khắc, đao khí trong sân cũng càng ngày càng dày đặc, bất quá có bác lão, đao khí hai người điêu khắc lấy bác lão làm trung tâm phân liệt ra, không liên quan tới nhau. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục cũng dừng lại, hắn chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía kiệt tác hoàn mỹ của hắn. Cái này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó xử. Trước mặt hắn bày biện một đầu gỗ cao hơn 1 mét, trên người đầu gỗ che kín đường vân, rườm rà vô cùng, điểm này Tiêu Phàm ngược lại khá hài lòng. Nhưng đầu gỗ lại xấu vô cùng, căn bản cái gì cũng không giống, thậm chí, còn không bằng đầu gỗ điêu khắc trước đó. Ha ha, cũng tốt. Tốc độ. Bác Thần Phong cười to một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ta nói sư thúc, người điêu khắc cũng quá tùy tâm sở dục, nhắm mắt lại đều có thể điêu khắc, lợi hại lợi hại. Trên mặt Bác Thần Phong đều là vẻ đắc ý, ôm một tượng điêu khắc cao hơn 1 mét hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm đắng chát lắc đầu, hai người đơn thuần điêu khắc ra đồ vật, thật đúng là thiên địa khác biệt, hắn điêu khắc căn bản so ra kém Bác Thần Phong. Bất quá nghĩ đến bản thân lần thứ nhất điêu khắc, có thể điêu khắc ra một đồ vật đã coi như lợi hại, trong lòng Tiêu Phàm an ủi bản thân. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm thấy rõ điêu khắc trong tay Bác Thần Phong, trong lòng kinh ngạc vô cùng, gia hỏa này lại đem Tần Mộng Điệp ra điêu khắc, hơn nữa còn giống như đúc,
thủ pháp này nếu dùng để tán gái, cơ hồ là vô địch rồi. Chí ít so với ngươi lợi hại hơn. Đúng lúc này, bác lão thanh âm nghiêm nghị vang lên. Lợi hại hơn ta, ra ra, ngươi không thể thiên vị rõ ràng như thế, ta điêu khắc giống như đúc, so với sư thúc điêu khắc còn trông tốt hơn rất nhiều mà. Bác Thần Phong một mặt không phục nói. Lần này điêu khắc là một kiện tác phẩm hoàn mỹ nhất từ lúc hắn chào đời tới nay, làm sao có thể không bằng Tiêu Phàm đây? Ngươi có thể để cho nó sống lại sao? Bác lão tàn khốc nói. Hề, bác Thần Phong lập tức ngậm miệng, nhất thời không biết nói gì. Hồn điêu sư điêu khắc ra tác phẩm, trọng yếu nhất là cái gì? Thần vận, đường vân, bác lão lời nói tiếp tục vang lên, trên mặt lộ ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những cái này đều không phải. Bác lão chậm rãi đứng dậy, đi đến trước tác phẩm của Tiêu Phàm, tác phẩm của hồn điêu sư quan trọng nhất là sinh cơ. Sau đó chính là thực dụng, cuối cùng mới là thần vận cùng đường vân. Nói đến đây, bác lão đột nhiên trong nháy mắt hướng về tác phẩm kia, tại đầu ngón tay hắn có một sợi quang mang nở rộ, hai con ngươi Tiêu Phàm chừng một cái, cả kinh kêu lên, sinh cơ. Không sai. Đầu ngón tay quang mang của bác lão liền cho hắn một loại cảm giác sinh cơ bàng bạc. Phốc, một chỉ đâm tại chỗ, sau một khắc, hồn văn quanh thân đột nhiên bắt đầu vần quanh, ngay sau đó, đầu gỗ đứng thẳng lên, trên người tản ra một cỗ khí tức cùng người không khác nhau là mấy. Hiện tại, người còn có lời nào có thể nói? Tác phẩm của ngươi có thể sống lại sao? Chí ít, ta không thấy biện pháp nào làm được. Thần sắc bác lão càng ngày càng nghiêm túc, trong mắt ta. Cái này không là tác phẩm là chính là một kiện rác rưởi. Nói đến đây, bác lão đưa tay vung lên, pho tượng trước người bác Thần Phong đột nhiên nổ tung, hắn cũng không tìm được biện pháp làm sống lại tác phẩm, căn bản không cần tồn tại. Ra ra, không được, bác Thần Phong kêu sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng mà tới không kịp. Ngươi ở đây hảo hảo tỉnh ngộ, nhìn ngươi sai ở đâu. Bác lão hừ lạnh một tiếng nói. Bác Thần Phong cứng ngắc. Nhất thời không biết làm sao, thần sắc có chút mê ly, hắn không biết vì sao bác lão hôm nay tức giận như thế. Lão sư, Tiêu Phàm có chút nhìn không được, hít sâu một cái nói. Hắn cũng không biết bác lão hôm nay vì sao tức giận như vậy, bất quá hắn có thể thông cảm tâm tư của bác lão. Bác Thần Phong điêu khắc đồ vật, nhìn bề ngoài quả thật không tệ, nhưng căn bản không phải là đồ vật hồn điêu sư chuyên chú. Bác lão cũng không phải là tức giận mà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Trong mắt hắn, bác Thần Phong lãng phí thiên phú tốt đẹp, bởi vì hắn vốn có thể kế thừa truyền thừa của bác lão. Tiêu Phàm, người không cần xin tha cho hắn, người đi theo ta. Bác lão khoát khoát tay, liền hướng trong phòng đi đến. Một kiện rác rưởi, bác Thần Phong mặt xám như cho, dù là tham gia sinh tử chi chiến, hắn cũng không có khó chịu như thế. Điêu khắc ra Tần Mộng Điệp, trong lòng hắn kích động không hiểu, tuy nhiên lại bị bác lão không lưu tình chút nào hủy đi. Bác Thần Phong, mặc dù ta cảm thấy người điêu khắc là không tệ, nhưng ở trong mắt bác lão lại là rác rưởi, chỉ bởi vì nó không có sinh cơ. Đã như vậy, vì sao ngươi không đem Tần Mộng Điệp điêu khắc ra sinh cơ? Tiêu Phàm có chút nhìn không được, đi ngang qua bên người bác Thần Phong, truyền âm cho bác Thần Phong nói. Điêu khắc xuất sinh cơ. Bác Thần Phong nghe vậy, toàn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái, kiên định nói, không sai, ta muốn đem Mộng Điệp chân chính điêu khắc ra, để cho nàng sống lại, ta muốn khiến lão đầu tử lau mắt mà nhìn. Nhìn một đống mảnh gỗ vụn trên mặt đất, bác Thần Phong hít sâu một cái, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm cười cười, hắn từ trong mắt bác Thần Phong nhìn ra một cỗ khí thế hăng hái, bác Thần Phong làm người mặc dù lười biếng. Nhưng hắn vẫn đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, đủ để có thể thấy được thiên phú hắn rất khủng bố. Nếu như hắn có thể tốn hao 1/10 thời gian phía trên hồn điêu, tương lai sẽ như thế nào đây? Tất cả những thứ này tự nhiên chạy không khỏi tai bác lão, trong lòng hắn hơi sững sờ, lúc Tiêu Phàm đi tới, bác lão kinh ngạc hỏi, Phàm Nhi, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Tiêu Phàm cười cười, nói, lão sư, thế gian này có một loại lực lượng, thập phần đáng sợ. Thậm chí khả năng siêu việt hơn cả thiên phú. Lực lượng gì? Bác lão một mặt không tin nói. Bí mật. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhưng trong lòng bổ sung một câu, tình yêu rất đáng sợ, có lẽ về sau bác Thần Phong sẽ trở thành một hồn điêu sư cường đại cũng không chừng. Lập tức Tiêu Phàm nghĩ tới tiểu ma nữ,
bản thân không phải cũng bởi vì tiểu ma nữ mới có thể liều mạng tu luyện như vậy, muốn mạnh lên sao? Tiểu tử ngươi! Bác lão nhất thời không biết nói gì, hắn phát hiện có thời điểm hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, lập tức lại nói, lần này gọi ngươi tới là có hai chuyện, chuyện thứ nhất là đưa ngươi một vật. Thứ gì? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, đồ vật bác lão đưa tuyệt đối sẽ không đơn giản, bằng không hắn cũng không xuất thủ. Chính là cái kia. Bác lão chỉ nơi hẻo lánh cách đó không xa nói, Tiêu Phàm theo ánh mắt bác lão nhìn lại, thần sắc khẽ run lên, tựa như nhìn thấy quỷ. Tại bên trong nơi hẻo lánh, một thiếu niên đứng đấy, đây cũng không phải là nguyên nhân Tiêu Phàm chấn kinh, mấu chốt là thiếu niên kia vậy mà cùng hắn giống nhau như đúc. Tiêu Phàm cẩn thận dò xét hồi lâu, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ, hồi lâu mới nói, lão sư, đây là hồn điêu. Nếu như không phải Tiêu Phàm không tin bác lão có thể phục chế hắn, Tiêu Phàm thật đúng coi đó là hắn, thực sự rất giống, dù là khí tức đều giống nhau như đúc. Không sai, nếu như ngươi có thể để cho nó chân chính sống lại, đồ vật này sẽ đưa cho ngươi. Bác lão vuốt sợi râu trắng, hiền lành cười nói. Nghe thấy bác lão nói, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn tự nhiên biết bác lão nói để nó sống lại là có ý gì. Hồn điêu sư tổng cộng chia làm 5 phẩm giai, giai đoạn thứ nhất là cấp độ nhập môn, có thể xem hiểu hồn văn cùng đơn giản vận dụng hồn văn, chỉ cần có điểm thiên phú hồn điêu sư đều có thể đạt tới cảnh giới này. Giai đoạn thứ hai là cấp đại sư hồn điêu sư có thể vẽ hồn văn đồ, hơn nữa còn có thể sử dụng hồn văn đồ bố trí hồn giới, đương nhiên, điêu khắc chi thuật cũng có thể điêu khắc ra tác phẩm nắm giữ sinh cơ. Mà giai đoạn thứ ba chính là tông sư hồn điêu sư cùng đại sư ở giữa là một đạo lạch trời không thể vượt qua, bởi vì tông sư hồn điêu sư có thể vẽ rồng điểm mắt. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt chính là khiến tử vật chân chính biến thành vật sống, khiến tác phẩm hồn điêu sống lại. Đừng nhìn bác lão điêu khắc Tiêu Phàm thấp phần giống tùy tiện sống lại, nhưng đây cũng là một tiêu chuẩn khảo nghiệm cực kỳ khó, đây chính là lý giải đối với hồn văn. Muốn để tác phẩm hồn điêu sống lại, chính là phải điểm ra vị trí mấu chốt của tác phẩm hồn điêu, mà điểm mấu chốt này nói trắng ra cũng chính là hồn nhãn hồn văn đồ. Đổi lại một cách nói khác, chính là hồn văn đồ tự hành vận chuyển lại, nói dễ nghe một chút, quá trình này cũng nói là vẽ rồng điểm mắt. Hồn văn đồ vận chuyển, tác phẩm hồn điêu tự nhiên là nắm giữ sinh cơ, có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, nhìn bề ngoài như vật sống. Lão sư, ta thử xem, chưa chắc có thể thành công. Tiêu Phàm hít sâu một cái, mặc dù thuật điêu khắc không được tốt lắm, nhưng hắn đối với lĩnh ngộ hồn văn đồ lại hết sức tự tin. Trước đó bên trong cổ địa bí cảnh, Tiêu Phàm sở dĩ có thể nhất kích tất sát thất giai đỉnh phong khôi lỗi thú, không phải là liếc mắt liền nhìn ra vị trí sinh cơ khôi lỗi thú sao? Đồng dạng, hồn nhãn hồn điêu thú kỳ thật tương đương với vị trí hồn tinh khôi lỗi thú mà thôi, mặc dù độ khó có thể sẽ cao hơn một chút nhưng Tiêu Phàm lại rất tự tin. Chỉ là trước mặt bác lão, Tiêu Phàm vẫn duy trì bộ dáng khiêm tốn, cái này cũng là một loại thái độ của bản thân hắn, dù sao hắn cũng không có nắm chắc sẽ thành công. Tiêu Phàm đi đến trước mặt người già kia, tập trung tinh thần nhìn nửa ngày, Tiêu Phàm cau mày một cái, từ phương hướng hồn văn đồ sinh cơ lưu chuyển đến xem, hồn nhãn hẳn là trong miệng, chỉ là không biết đúng hay không. Thử trước một chút, dù sao thất bại cũng không có gì. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại. Hai ngón tay tạo thành kiếm chỉ, một đạo hồn lực quang mang tại đầu ngón tay nở rộ, sau đó nhanh chóng hướng về trong miệng người giả điểm tới. Ong ong đột nhiên, người giả kia quang mang đại thịnh, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn mà động, một cỗ khí tức đáng sợ trên người nó nở rộ mà ra. Chiến hoàng đỉnh phong, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, lùi ra phía sau mấy bước. Bất quá vẻn vẹn một mảnh khắc, khí tức trên thân người giả kia liền bình ổn xuống. Hồn văn quanh thân nó cũng chậm chậm tiêu tán, tựa như dung nhập thân thể nó. Chủ nhân, hồn điêu đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cung kính nói. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, nhìn về phía bác lão nói, lão sư, đây là ngài vừa mới điêu khắc ra. Thực sự đưa cho ta, hiện tại ngươi cũng coi là bước vào cấp tông sư hồn điêu sư, ngươi muốn ly khai, hồn điêu ngươi mang trên người, vi sư cũng yên tâm một chút. Bác lão hiền lành cười một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn nói cái gì, bác lão ngắt lời nói, hôm qua túy lão đầu đến một chuyến, sự tình người ta đều rõ ràng, rời một đoạn thời gian cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc,
hắn còn tưởng rằng bác lão biết mình muốn tham gia sát phương thí luyện, thấy không phải là việc này, trong lòng hắn cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì nếu như bác lão ngăn cản hắn, hắn liền không biết mở miệng như thế nào. Đây là hồn điêu thất giai đỉnh phong, mỗi lần tiêu hao một vạn thượng phẩm hồn thạch có thể phát huy ra thực lực hoàng phủ chiến hoàng, kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ, nguyên bản muốn đưa ngươi một cái bát giai hồn điêu, nhưng lại sợ ngươi quá mức ỷ lại vào hồn điêu mà xem nhẹ tu vi, cho nên chỉ có thể đưa ngươi cái này. Bác lão tiếp tục nói, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Đồ nhi biết rõ, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần lực lượng hồn điêu. Tiêu Phàm nói ra, nhưng trong lòng thì đắc ý, còn có cảm kích. Hồn điêu này mặc dù tiêu hao một vạn thượng phẩm hồn thạch mới có thể phát huy thực lực trong thời gian nửa chén trà nhỏ, nhưng hắn vừa từ Nam Cung Vũ dọa dẫm 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, tổng cộng khả năng có thể đủ 3.000 lần, thời gian cộng lại cũng không ít. Hơn nữa, thực lực bản thân cũng không yếu, nếu như lại tăng thêm thực lực hồn điêu, tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Người biết thì tốt. Bác lão hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc hồn giới ném cho Tiêu Phàm nói, mặt khác, chuyện thứ hai, hồn điêu thú vừa rồi mặc dù không tính là thành công, nhưng cũng không tính là thất bại, nơi này ta thay ngươi chuẩn bị một chút khối gỗ và đá, còn có một chút hồn văn, khi ngươi có thời gian thì tu luyện điêu khắc một chút. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bác lão tràn ngập cảm kích. Hai sư đồ trò chuyện với nhau hồi lâu. Bác lão cùng Tiêu Phàm giảng thuật rất nhiều tri thức có quan hệ với hồn điêu sư, Tiêu Phàm từng cái thụ giáo, từ lần trước bên trong cổ địa bí cảnh nhìn thấy vô số khôi lỗi thú của Thiên Cơ Môn, Tiêu Phàm đối với hồn điêu sư có một lòng kính sợ. Đúng rồi, lão sư, lần trước ta ngẫu nhiên được một bức hồn văn đồ, lại không cách nào lĩnh ngộ, lão sư ngài hẳn là sẽ nhìn thấu bí ẩn trong đó. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Cũng được. Bác lão gật đầu. Đối với hồn văn đồ, hắn cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó Tiêu Phàm đem bức đường cong động thái đồ trong Thiên Cơ Môn trong không gian mô phỏng xuống, lấy hồn lực truyền cho bác lão, trên mặt bác lão lập tức cực kỳ đặc sắc. Phàm nhi, bản vẽ này ngươi nhìn thấy ở đâu? Bác lão kích động không thôi, dù hắn nhiều năm tu thân dưỡng tính, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng. Bên trong cổ địa bí cảnh. Tiêu Phàm đem một chút sự tình lúc ấy nói đơn giản một lần, về phần sự tình vệ hồn huyết tàm, Tiêu Phàm không dám tùy tiện bại lộ. Bác lão càng nghe càng chấn kinh, cuối cùng kích động nói, đồ nhi ngoan, nếu như không phải ngươi quyết định thật nhanh, đem hồn văn đồ mô phỏng xuống, thiên cơ đồ khả năng thật muốn vĩnh viễn thất truyền rồi. Thiên cơ đồ, lão sư, thiên cơ đồ chân quý như vậy sao? Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc nói. Hắn rất ít khi thấy bác lão kích động như thế. Thiên cơ đồ chính là hồn văn đồ cấp thủy tổ, người nói không chân quý sao? Bác lão hít sâu một cái nói. Cấp thủy tổ, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, chẳng lẽ lão sư ngài đã đạt đến? Muốn đạt tới cấp thủy tổ gian nan biết bao, cho dù lĩnh ngộ thiên cơ đồ này cũng chưa chắc có thể trở thành thủy tổ, trừ phi mình có thể sáng tạo ra hồn văn đồ cấp thủy tổ, đường vi sư còn rất dài. Bác lão thở dài, con người lại vô cùng kiên định. Thời gian cũng không còn sớm. Bác lão đột nhiên đứng dậy, hiển nhiên chuẩn bị bắt đầu đuổi người, người rời đi, về sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, nếu như lúc nào nhớ vi sư, thì trở về gặp. Vâng, lão sư. Hai mắt Tiêu Phàm hơi đỏ, ôm hồn điêu cùng hắn giống nhau như đúc đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, đến kiếm ý cốc một chuyến có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lúc Tiêu Phàm đi tới trong sân, thanh âm bác lão tiếp tục vang lên, sau đó hoàn toàn trầm tĩnh. Tiêu Phàm hướng về phía nhà gỗ nhỏ cúi một cái thật sâu, đồ vật hôm nay bác lão truyền thụ, tuyệt đối đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Nhìn hồn điêu trong ngực cùng hắn giống nhau như đúc, Tiêu Phàm chậm chạp nói, ôm ngươi đi thế này thì quá lộ liễu, vẫn là đem ngươi thu nhập vào bên trong hồn giới, còn nữa, về sau ngươi gọi là U Linh Nhất Hào. Dứt lời. Tiêu Phàm đem hồn điêu thu nhập vào bên trong hồn giới, sau đó hướng phương hướng thần châm các bay đi. Rời trúc viên, Tiêu Phàm vừa trở lại thần châm các lại có một khách không mời mà đến. Huyết yêu nhiêu, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm mỉm cười nhưng trong lòng lại nói thầm, tiểu yêu tinh này lâu như thế cũng không xuất hiện, hôm nay tới làm cái gì?
Tiêu Phàm mặc dù tin rằng huyết yêu nhiêu sẽ không gây bất lợi cho bản thân, nhưng hắn cũng không dám quá gần nàng, yêu tinh này ỏn ẻn như thế như muốn lấy cái mạng già của hắn. Tiêu Phàm ca ca, ta không thể tới sao? Thanh âm huyết yêu nhiêu êm tai giống như hoàng oanh, nàng liên tục bước nhẹ đi đến bên người Tiêu Phàm, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai hắn. Toàn thân Tiêu Phàm run một cái, vừa định tránh thoát, lại nghe được huyết yêu nhiêu nói, điện chủ đại nhân của ta, ngươi thật đúng là giấu giếm nô gia vất vả quá, hóa ra ngươi chính là U Linh. Ngươi đang nằm mơ sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nói, nhưng trong lòng hắn thì bồn chồn, chẳng lẽ huyết yêu nhiêu thực biết rõ thân phận của mình? Thế nhưng sinh tử đấu trường không phải sẽ giữ bí mật của đấu sĩ sao? Sau đó trong đầu Tiêu Phàm lại hiện lên một bộ mặt tà dị, áo bào tím cùng mái tóc đỏ tươi, huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu là muội muội huyết vô tuyệt, muốn tra thân phận mình cũng không phải việc khó. Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, sinh tử đấu trường không chỉ có quan hệ với huyết lâu, có lẽ vốn chính là sản nghiệp của huyết lâu. Điện chủ đại nhân, nô gia tới đây cố ý nói cho người biết một chuyện vui. Huyết yêu nhiêu cáu giận nói, nàng một bộ quần lụa màu hồng mỏng, dáng người gần như hoàn mỹ. Nàng đẹp tới mức khiến nam nhân nào cũng đều sẽ động lòng, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, yêu diễm vô cùng, có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể câu dẫn xúc động nội tâm nam nhân. Người phải lập gia đình, yên tâm, ta nhất định mang theo lễ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, dù hắn vô cùng tự tin với định lực của mình cũng không dám tiếp tục áp quá gần huyết yêu nhiêu. Thừa cơ thoát khỏi nàng, khuôn mặt hắn còn lưu lại dư hương nhàn nhạt. Làm sao, điện chủ đại nhân rất hy vọng nô gia lấy chồng sao? Trong mắt huyết yêu nhiêu lóe lên kiều nộ nồng đậm như một tiểu oán phụ, sau đó lại hì hì cười nói, nô gia kiếp này không gả ai ngoài điện chủ đại nhân đâu. Tiêu Phàm không khỏi run, không dám tiếp tục cùng huyết yêu nhiêu khẩu chiến, trên phương diện này, Tiêu Phàm tự biết không phải đối thủ huyết yêu nhiêu. Có chuyện gì, nói đi. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, ở chỗ này, huyết yêu nhiêu nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người sớm đã trợn tròn mắt, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập trên người Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu. Cũng may Tần Mộng Điệp không ở đây, bằng không đã sớm ghen rồi. Đi theo ta, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, mặc dù đã là kẻ lão luyện cũng có chút không nhịn được, xấu hổ không chịu nổi. Khanh khách, huyết yêu nhiêu che mặt cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Mị cốt thiên sinh, ngay cả Tần Mặc cùng Lê Ngự những thế hệ tu sĩ trước nghe được cũng còn cảm thấy toàn thân xương cốt tê dại. Cũng may Tiêu Phàm đã mang theo huyết yêu nhiêu tiến vào bên trong nội viện. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Phàm bước vào một phòng đóng kỹ cửa, ngồi thẳng trên ghế, rót cho mình chén nước. Huyết yêu nhiêu ở nơi không có ai, cũng không dám đùa giỡn Tiêu Phàm, ngồi đối diện Tiêu Phàm nói, điện chủ đại nhân, xem ra nô gia đoán đúng. Ngươi chính là U Linh. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm tức giận nói, nếu như không phải huyết yêu nhiêu biết thân phận Tu La Điện Chủ của hắn, hắn đã sớm đuổi người. Sát phương thí luyện sắp đến, còn không đến 3 tháng, Điện Chủ đại nhân có chuẩn bị kỹ chưa? Huyết yêu nhiêu cười nói, trong lòng nàng cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngay từ đầu nàng chỉ suy đoán Tiêu Phàm chính là U Linh mà thôi. Nhưng căn bản không có chứng cứ xác thật. Đến thẳng quấy giày huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu mới để cho người đi điều tra thân phận U Linh, cuối cùng có kết luận U Linh chính là Tiêu Phàm. Lúc ấy huyết yêu nhiêu kinh ngạc không thôi, 3 tháng liên tục bách thắng, Tiêu Phàm không chỉ sáng tạo kỳ tích tại Ly Hỏa Đế Đô, mà còn sáng tạo trên toàn bộ Nam Vực. Thấy Tiêu Phàm không nói, thần sắc huyết yêu nhiêu nghiêm nghị nói, lần tới này mang đến cho điện chủ đại nhân một tin tức tốt, người có thể đề cử 2 người tham gia sát phương thí luyện. Vì sao ta có tư cách giới thiệu người? Không phải cần nhập trường khoán sao? Tiêu Phàm không hiểu, cũng không phản bác mình là U Linh. Cụ thể vì cái gì, về sau ngươi sẽ biết. Huyết yêu nhiêu lắc đầu, hiển nhiên không muốn giải thích nhiều, sau đó lại nói, bởi vì ta cũng không biết vì sao ngươi có tư cách này, nắm giữ 2 cái danh ngạch đề cử sát phương thí luyện, huyết lâu ta cũng chỉ có 9 người có tư cách này, dù là ca ta đều không được, hiện tại tăng thêm ngươi. Cũng chỉ có 10 cái. Ca của ngươi đều không có tư cách đề cử. Điều này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, lúc ấy hắn vẫn là chiến vương cảnh, căn bản nhìn không thấu huyết vô tuyệt, cho dù hiện tại, Tiêu Phàm đối mặt huyết vô tuyệt cũng không có cái gì nắm chắc. Vậy vì sao huyết vô tuyệt không có tư cách đề cử,
Tiêu Phàm hắn lại có được. Không có, bởi vì chỉ có Huyết Lâu trưởng lão mới có tư cách này. Huyết Yêu Nhiêu lắc đầu, đột nhiên chính trọng nói, Tiêu Phàm, giao hẹn trước đó của chúng ta còn hữu hiệu nữa không? Tiêu Phàm mị hai mắt không phủ định, cũng không trả lời chắc chắn nói, ta muốn biết sát phương thí luyện là một quá trình như thế nào, người biết không? Mỗi một giới sát phương thí luyện quy củ đều không khác mấy, dựa theo phương pháp trước kia, sát phương thí luyện, bình thường chia làm ba lượt. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu nói, không một vẻ trêu tức, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó tiếp tục nói, vòng thứ nhất, tất cả những người tham gia sát phương thí luyện mỗi người đều sẽ được đưa đến một nơi, tại đó người này sẽ khiến các đại thế lực truy sát, giống như nếu người được đưa đến Đại Ly Đế Triều, Nam Cung gia tộc, Sở gia, Y gia đều sẽ giết ngươi, mà nhiệm vụ ngươi là sống một tháng ở đó. Tiêu Phàm cau mày một cái, lờ đễnh, trong lòng thầm nhủ, sống một tháng còn không dễ dàng sao? Trực tiếp trốn đi là được. Điện chủ đại nhân, ngươi đừng tưởng một tháng là rất dễ dàng nha, trốn là không trốn khỏi, hơn nữa vây bắt các ngươi, bình thường đều là cường giả chiến hoàng, thậm chí sẽ có chiến đế xuất hiện, đương nhiên khả năng này rất nhỏ. Huyết Yêu Nhiêu cười duyên nói. Sắc mặt Tiêu Phàm cứng đờ, chiến hoàng cảnh cũng chẳng có gì, nhưng nếu như bị chiến đế cảnh truy sát, về cơ bản chính là một con đường chết mà. Cho nên, điện chủ đại nhân cũng đừng cho rằng sát phương thí luyện rất đơn giản, vòng thứ nhất sẽ có 70-80% người sẽ bị đào thải, mà kết cục đào thải, về cơ bản chỉ có chết. Huyết Yêu Nhiêu cũng khó lộ ra vẻ trịnh trọng. Vòng thứ hai thì sao? Tiêu Phàm ngày càng cảm thấy sát phương thí luyện này không đơn giản, vòng thứ nhất nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Vòng thứ nhất có thể nói khảo nghiệm là năng lực tùy cơ ứng biến của một người, cùng năng lực chạy trốn, dù sao một sát thủ nếu như nhiệm vụ thất bại, rất có thể bị mục tiêu truy sát. Thậm chí, có mục tiêu quá mức cường đại, thậm chí còn có thể trực tiếp đem sát thủ chế phục, bại lộ căn cứ địa bọn hắn, đây không phải điều tổ chức sát thủ muốn. Bởi vậy sát thủ phải giỏi giữ mệnh cùng thủ đoạn chạy trốn, đây cũng là việc cực kỳ trọng yếu. Vòng thứ hai, dĩ nhiên chính là nhiệm vụ ám sát. Huyết Yêu Nhiêu tiếp tục nói, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Ám sát, Tiêu Phàm cau mày một cái, giống nhiệm vụ ám sát của Huyết Lâu các ngươi. Cái gì Huyết Lâu các ngươi, điện chủ đại nhân cũng đừng quên, ngươi cũng là người Huyết Lâu nha. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười khẽ. Bộ dạng trí tuệ uyên thâm lộ ra cực kỳ cơ trí. Tiêu Phàm cảm thấy như bị gài bẫy vậy, nếu như lúc ấy không phải vì bàn tử, hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu Huyết Yêu Nhiêu, gia nhập Huyết Lâu. Nói đi, ta sẽ không đổi ý. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu đã đồng ý việc gì, cho tới bây giờ Tiêu Phàm không có ý định nuốt lời, huống chi lúc đầu đồng ý tham gia sát phương thí luyện hắn cũng có vật cần lấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như theo nhu cầu mà thôi. Ta biết điện chủ đại nhân sẽ không nuốt lời. Huyết Yêu Nhiêu mặt hoa cười một tiếng, lập tức êm tai nói, nhiệm vụ ám sát vòng thứ hai, áp dụng chế độ điểm tích lũy, nhiệm vụ bóc thăm, tổng cộng chia làm ngũ tinh. Nhiệm vụ nhất tinh thành công, có thể đạt được một điểm tích lũy, nhiệm vụ lưỡng tinh thành công có thể đạt được 3 điểm tích lũy, nhiệm vụ tam tinh thành công có thể đạt được 8 điểm tích lũy, nhiệm vụ tứ tinh thành công có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Nhiệm vụ ngũ tinh thành công thì là 50 điểm tích lũy. Bình thường cùng giai nhiệm vụ ám sát là nhất tinh, cứ thế mà suy ra, vượt qua 4 tiểu cảnh giới giết người, chính là nhiệm vụ ngũ tinh. Đương nhiên, có vài nhiệm vụ không chỉ đơn giản là ám sát như vậy, nhưng là cấp tinh càng cao, độ khó cũng càng lớn. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, muốn vượt qua 4 cảnh giới giết người, cơ hồ không có khả năng, giống như Tiêu Phàm hắn hiện tại là chiến hoàng trung kỳ. Vượt qua 4 tiểu cảnh giới chính là chiến đế trung kỳ. Dù hắn có là yêu quái cũng không có cách nào ám sát sự tồn tại chiến đế cảnh trung kỳ. Kỳ thật, người ám sát vượt qua 4 cảnh giới cũng chưa chắc không thể được, chỉ ít Huyết Lâu ta đã từng có một người làm được, chỉ là về sau hắn đã rời khỏi Huyết Lâu. Huyết Yêu Nhiêu dường như nhìn ra tâm tư Tiêu Phàm. Lại nói, ám sát, cũng không nhất định dùng đao thật giết chết, cũng có thể sử dụng các thủ đoạn khác như độc dược. Chỉ cần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ coi như thành công. A, thần sắc Tiêu Phàm có chút thay đổi, hắn dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, làm chút độc dược cũng không khó, đương nhiên cũng chưa chắc có thể độc chết chiến đế cảnh trung kỳ, sau đó lại hỏi, nếu như thất bại thì sao? Vòng thứ hai,
mỗi người có thể ngẫu nhiên rút ra 3 nhiệm vụ, hơn nữa 3 nhiệm vụ độ khó cũng khác nhau, cuối cùng lấy điểm tích lũy tấn cấp, 50% người phía trước có thể tiến vào vòng thứ 3. Huyết Yêu Nhiêu chậm rãi giải thích nói. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, nếu như vậy cũng không đến nỗi tệ, chí ít có thể giảm bớt số lượng người thương vong. Coi như giết mục tiêu không chết, cũng có thể thối lui thành công, không cần thiết dây dưa cùng một mục tiêu. Ta có 2 danh sách đề cử, không biết Ảnh Phong cùng Phong Lang được hay không, đến lúc đó tìm thời gian hỏi bọn hắn, có lẽ chưa chắc bọn hắn không đồng ý tham gia. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm ngâm. Đúng, dựa theo quy tắc này, đây há không phải cảnh giới càng thấp, khả năng vượt giới ám sát cũng càng lớn. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng mấu chốt. Giống như Chiến Vương tiền kỳ ám sát Chiến Hoàng tiền kỳ, còn xa hơn so với Chiến Hoàng tiền kỳ ám sát Chiến Đế tiền kỳ, độ khó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao, cảnh giới chênh lệch giữa cả hai càng lúc càng lớn, độ khó vượt cấp khiêu chiến cũng càng ngày càng cao, ám sát cũng giống như thế. Không sai, là đạo lý này, có điều đây vẫn chỉ là vòng thứ 2 mà thôi, phía sau còn có vòng thứ 3. Huyết Yêu Nhiêu không phủ định. Vòng thứ 3 quy tắc trò chơi như thế nào? Lòng hiếu kỳ Tiêu Phàm đã bị Huyết Yêu Nhiêu câu lên, cái sát phương thí luyện này chỉ ít so với hắn tưởng tượng còn thú vị hơn rất nhiều. Quy tắc trò chơi, quả nhiên không hổ là điện chủ đại nhân, coi giết người là trò chơi. Huyết Yêu Nhiêu cười khẽ, mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Phàm nói, vòng thứ 3, Huyết Lâu, La Sinh Môn, Diêm La Phủ tất cả những người thông qua vòng khảo hạch thứ 2 đều tụ tập tại cùng một chỗ, sẽ được đưa đến một mảnh cổ địa. Còn người Tiêu Phàm hơi co lại, tổ chức tam đại sát thủ tụ tập người lại cùng một chỗ. Thực không đơn giản mà. Phải biết, tổ chức tam đại sát thủ này cũng không chỉ là Đại Ly Đế Triều, cũng không chỉ là Nam Vực, mà là toàn bộ Chiến Hồn Đại Lục, cái này cộng lại sẽ có bao nhiêu người đây? Trước đó Tiêu Phàm vẫn cho rằng, người có thể có được xưng hào Bách Thắng Chi Vương trong sinh tử đấu trường có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như Đại Ly Đế Triều năm nay có một cái. Cả Chiến Hồn Đại Lục cộng lại cũng chỉ 81 cái mà thôi. Có điều bây giờ nghĩ đến, sự tình không phải đơn giản như vậy, 81 cái này chỉ là những người lấy được nhập trường khoán khác mà thôi, cũng không bao gồm người của nội bộ tổ chức sát thủ. Tiêu Phàm hắn hiện tại thì có 2 cái danh sách đề cử, có thể đề cử người bên ngoài Huyết Lâu. Thật đúng là một trận thịnh hội đây. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu. Sau khi mang đến cùng một mảnh cổ địa, liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau sao? Không sai, tại vòng thứ 3, giết một người có thể có được một điểm tích lũy, tu sĩ Chiến Vương cảnh tại vòng thứ 2 có ưu thế mà cường giả Chiến Hoàng cảnh tại vòng thứ 3 chiếm ưu thế, bởi vì 3 vòng khảo nghiệm yêu cầu cảnh giới không phải quá nhiều, cho nên trong sát phương thí luyện sẽ có không ít tu sĩ Chiến Vương cảnh tham gia. Huyết Yêu Nhiêu tinh tế giải thích nói. Đúng rồi. Điểm tích lũy vòng thứ 2 có thể đưa vào vòng thứ 3, đây cũng là chiếu cố đối với tu sĩ Chiến Vương cảnh. Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lại nhớ tới cái gì, bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật đầu, trong vòng thứ 3 Chiến Vương cảnh xác thực không có ưu thế quá lớn, nhưng cũng sẽ xảy ra việc Chiến Vương cảnh giết chết Chiến Hoàng cảnh. Dù sao, Tiêu Phàm tại Chiến Vương cảnh đều có thể giết chết Chiến Hoàng, hơn nữa còn là chính diện giao phong, lại càng không cần phải nói ám sát. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, trong lòng hắn đối với sát phương thí luyện này ngược lại cũng có chút chờ mong. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 đều là 1 tháng, cho nên sẽ có không ít người khi tiến vào vòng thứ 3 lại đột phá cảnh giới, bước vào Chiến Hoàng cảnh. Huyết Yêu Nhiêu giải thích nói. Sát phương thí luyện nguy hiểm như vậy, phần thưởng thì sao? Tiêu Phàm gật đầu, cũng nhớ kỹ điểm này cho bản thân đề tỉnh, một khi gia nhập sát phương thí luyện. Bản thân sẽ không thể thủ hạ lưu tình, dù là sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Huyết Yêu Nhiêu hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, cụ thể đây, hiện tại ta cũng không được rõ ràng, có điều 3 hạng đầu, có thể được một lần cơ duyên lớn, cụ thể là cái gì hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi được 3 hạng đầu. Tiêu Phàm bĩu môi, nhất thiết phải thần bí như vậy sao? Có điều suy nghĩ lại cũng phải, nhiều người như vậy. Muốn có được 3 hạng đầu biết bao gian nan. Huyết Lâu ta lần trước được hạng nhất, cho nên áp lực rất lớn, đại ca ta cùng Chiến Vô Cực 2 người đều vì hạng nhất mà tới, có điều có chút khó khăn,
cho nên bọn hắn vụng trộm đều sẽ tìm vài người hỗ trợ. Huyết Yêu Nhiêu còn nói thêm. Đây mới là nguyên nhân ngươi tới tìm ta thực sự sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu yêu tinh rốt cục lộ ra đuôi hồ ly. Điện chủ đại nhân thật thông minh. Huyết Yêu Nhiêu vũ mị cười một tiếng, quả nhiên là phong tình vạn chủng, có điều đại ca ta nói, nếu như ngươi có bản lĩnh lấy được hạng nhất, hắn giúp ngươi cũng không sao cả. Tiêu Phàm trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu nói, sát phương thí luyện còn có 3 tháng, ta đây có chút việc qua 3 tháng lại tới tìm ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bắt đầu đuổi người, Huyết Yêu Nhiêu lập tức như một tiểu oán phụ trong phòng không gối, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, điện chủ đại nhân nhất định đừng quên nha, 3 tháng sau ngươi đến sinh tử đấu trường sẽ có người an bài, đúng rồi, ta cũng sẽ tham gia, đến thời điểm có thể còn mong điện chủ đại nhân chiếu cố. Cái thanh âm làm nũng kia khiến toàn thân Tiêu Phàm nổi da gà, một cái lắc mình liền trực tiếp rời phòng, đã ngươi không đi vậy ta đi. Tiêu Phàm khốn kiếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, Huyết Yêu Nhiêu dậm chân tức giận. Tiêu Phàm tránh Huyết Yêu Nhiêu ra, cũng không hề rời đi Thần Châm Các mà tìm đến Ảnh Phong và Phong Lang, đem sự tình có liên quan đến sát phương thí luyện nói với hai người. Ảnh Phong cùng Phong Lang nghe xong cực kỳ nhập tâm, trong lòng dục dịch. Công tử, ta muốn tham gia sát phương thí luyện. Phong Lang không chút do dự nói, tại sinh tử đấu trường chiến đấu lâu như vậy, trong lòng Phong Lang đã lộ ra dã tính. Chỉ là hắn áp chế bản thân rất tốt mà thôi. Ta cũng vậy. Ảnh Phong cũng gật đầu, hắn vốn chính là một sát thủ, tự nhiên vô cùng muốn tham gia cái gọi là sát phương thí luyện này. Đồng thời, hai người cuối cùng cũng hiểu ra, Tiêu Phàm vì sao muốn rời đi, thì ra là vì sát phương thí luyện. Nhìn ánh mắt hai người sáng quắc, Tiêu Phàm cuối cùng gật đầu, các ngươi còn một buổi tối, buổi sáng ngày mai ta lại đến tìm các ngươi, nếu như các ngươi còn nguyện ý. Vậy liền theo ta đi. Được. Hai người gật đầu nhìn nhau, con người kiên định tới cực điểm. Đêm đó, Tiêu Phàm thông qua Hướng Vinh tìm tới Hỏa Hoàng, thông báo việc muốn đến Kiếm Ý Cốc sớm hơn, mặc dù bọn hắn đã đột phá đến chiến hoàng cảnh, nhưng vẫn chưa thông qua khảo hạch nội viện chiến hồn học viện. Khảo hạch nội viện mỗi nửa năm một lần, lần trước bởi vì duyên cớ tiến vào cổ địa bí cảnh, bọn Tiêu Phàm bỏ lỡ, hiện tại vẫn xem như đệ tử linh điện. Dựa theo quy tắc, không có khả năng tiến về nội viện Kiếm Ý Cốc, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, Tiêu Phàm không thể không thiếu bọn hắn một cái nhân tình. Hỏa Hoàng tự nhiên không có bất kỳ phản đối gì, Tiêu Phàm là đệ tử Bác Lão không nói, riêng thực lực hắn hiện tại cũng đủ để chiếm cứ 3 vị trước thiên bảng, dù hắn không đồng ý, chỉ cần Tiêu Phàm đi tìm những người khác cũng sẽ đồng ý. Về phần Ảnh Phong cùng Phong Lang, Hỏa Hoàng cũng sai Hướng Vinh làm cho Phong Lang một cái thân phận học viên linh điện, để bọn hắn theo Tiêu Phàm cùng tiến về Kiếm Ý Cốc. Trở lại Thần Châm Các đã ban đêm, Tiêu Phàm không nghỉ ngơi mà lấy ra tiểu hắc đỉnh thần bí bắt đầu luyện chế luyện thể đan cùng thối hồn đan, ngoài ra còn có một loại đan dược cực kỳ đặc biệt. Thất phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan, bằng vào hiện tại thực lực của ta mới có thể luyện chế thất phẩm đỉnh giai, có điều ngưng hồn đan lại có chút phiền phức. Tiêu Phàm thầm nghĩ, ngưng hồn đan, cũng là một loại thất phẩm đan dược, có điều không phải bản thân hắn dùng, mà là cho đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai dùng, chiến hồn Mạc Thiên Nhai thụ thương đã vài chục năm, hồn lực tất nhiên tán đi không ít, muốn trị tận gốc không phải phiền phức nhỏ. Mặc dù Tiêu Phàm cực kỳ tự tin với năng lực bạch thạch, nhưng vì đề phòng Tiêu Phàm vẫn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu luyện chế 3 loại thất phẩm đan dược. Thối hồn đan cùng luyện thể đan, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất 2 canh giờ đã hoàn thành, nhưng với thối hồn đan, Tiêu Phàm lại mất ròng rã 3 canh giờ, hơn nữa còn thất bại. Lần cuối cùng nếu như thất bại nữa, cũng chỉ có thể chờ mấy tháng sau lại luyện chế. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn lần này Tiêu Phàm không thất bại, mặc dù ngưng hồn đan không có đạt tới yêu cầu hắn, nhưng tốt xấu cũng coi là thành công. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã lại sáng, Tiêu Phàm lần nữa đi tới chỗ Phong Lang cùng Ảnh Phong, nhìn quầng thâm mắt hai người Tiêu Phàm biết hai người đêm qua chưa ngủ. Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Tiêu Phàm hỏi lần nữa, mặc dù Huyết Yêu Nhiêu nói rất đơn giản, nhưng Tiêu Phàm trong lòng hiểu rõ, gọi là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Nhiệm vụ thất bại, khả năng rất lớn chính là tử vong, tổ chức tam đại sát thủ không quản ngươi sống chết. Nghĩ kỹ rồi, ta tham gia. Phong Lang cùng Ảnh Phong chăm miệng một lời,
con ngươi kiên định lạ thường. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lập tức cười nói, đi theo ta. Trên mặt hai người rốt cục cũng lộ ra một nụ cười, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhất là Ảnh Phong, bản thân lại đột phá nhanh như vậy đến cảnh giới chiến hoàng. Với thực lực hiện tại của Ảnh Phong, cho dù tại Đại Ly Đế Triều cũng coi như cao thủ, nếu như trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, đây chính là tồn tại khiến tu sĩ thế hệ trước phải ngưỡng vọng. Đúng rồi, hai người các ngươi tốt nhất đừng tiếp tục đột phá, nhất là Tiểu Lang ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người, vô cùng trân trọng nói. Hai người gật đầu, bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như đột phá lần nữa, trong sát phương thí luyện đánh mất ưu thế ở trong vòng thứ hai, dù sao cảnh giới càng cao, hy vọng thử thách vượt cấp càng nhỏ. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra rất nhiều bình lọ, ném cho hai người nói, những thứ này là tam phẩm đến lục phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch, các ngươi tu luyện cẩn thận, mặc dù không thể khiến các ngươi đột phá, nhưng đối với hồn lực cùng thể phách lại có thể đưa đến hiệu quả rất tốt. Khuôn mặt hai người lập tức tươi cười như hoa, không chút do dự đem những cái bình lọ này thu hồi. Có điều lúc này, Tiêu Phàm lại lấy ra bốn cái bình ngọc, cực kỳ trịnh trọng nhìn hai người nói, trong này là thất phẩm thối hồn đan và luyện thể đan, rất có thể sẽ khiến các ngươi tiến thêm một bước, tốt nhất sau khi hoàn thành vòng thí luyện thứ hai, trước khi tiến vào vòng thứ ba sử dụng, nhớ lấy. Vâng, công tử. Hai người trịnh trọng gật đầu, trong lòng cảm kích vô cùng. Đúng rồi Ảnh Phong, qua một thời gian nữa, người hãy đưa huynh muội Đoạn Tinh Nguyệt đến Thần Châm Các đi, Ninh gia đã diệt vong, việc Tinh Nguyệt Hoàng Triều khoảng thời gian này ngươi tự mình xử lý. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra. Đa tạ công tử. Ảnh Phong vô cùng kích động cúi sâu bái Tiêu Phàm một cái, hắn biết đây là Tiêu Phàm thừa nhận sự tồn tại của huynh muội Đoạn Tinh Nguyệt. Theo ta đi kiếm ý cốc. Tiêu Phàm lại nói, không đợi hai người phản ứng liền rời phòng. Ngay lúc sau, Tiêu Phàm mang theo hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong đi tới nội viện Chiến Hồn Học Viện, Hỏa Hoàng tự mình dẫn đầu, cũng không ai dám nói gì. Không ít người tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, có điều lần này bọn hắn cũng rất trung thực, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, tất cả đều tự động nhường ra một đường. Công tử, xem ra bọn họ thực sự sợ ngươi. Ảnh Phong truyền âm nhập mật nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đây chính là quy tắc trò chơi của Chiến Hồn Đại Lục, ai nắm đấm lớn, lời nói người đó liền có trọng lượng, Tiêu Phàm ngay cả gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh còn có thể giết, bọn hắn những người này có thể chiến thắng như thế nào. Tình hình này Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến, với thực lực hiện tại của hắn, toàn bộ Chiến Hồn Học Viện cũng không mấy người được hắn đặt ở trong lòng, riêng Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người mới khiến Tiêu Phàm hơi có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, bàn tử cũng tuyệt đối tính một cái, nếu như huyết mạch hắn thức tỉnh triệt để, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ, dù sao bàn tử cũng là chiến hoàng hậu kỳ. Đây chính là kiếm ý cốc, Phong Lang ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bọn hắn là một cái hồ nhỏ không đến trăm trượng. Mà ở hai bên hồ nhỏ là hai vách núi to lớn bao quanh hồ, giống như hai thanh trường kiếm xuyên thẳng mây xanh, vô cùng sắc bén, mơ hồ có kiếm khí vần quanh trên đó. Hướng về phía trước hồ nhỏ, càng ngày càng hẹp, hai vách núi chậm rãi khép vào nhau, cuối cùng hình thành nhất tuyến thiên chi cảnh, cực kỳ hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, cái tuyến thiên kia như một siêu cấp cường giả dùng một kiếm đem ngọn núi lớn chẻ ra vậy. Giữa hồ nhỏ có từng dãy ụ đá, từ bên hồ kéo dài men theo tuyến thiên, ụ đá cũng chỉ có thể đứng thẳng hai chân mà thôi, cao hơn mặt hồ khoảng một tấc, vừa vặn có thể làm cho tu sĩ đứng thẳng trên đó. Trên một bên ụ đá, đứng nguyên một đám tu sĩ Chiến Hồn Học Viện, không ít người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phốc, đột nhiên, một học viên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể bỗng bay ngược ra, như một mảnh lá rụng hướng về bờ hồ phiêu đãng rơi. Đây là có chuyện gì? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn tên đột nhiên bay ngược lên kia, rồi quay về hướng học viên Chiến Hồn Học Viện, kinh ngạc nói. Phong Lang cùng Tiêu Phàm cũng vô cùng không hiểu. Đang yên đang lành sao đột nhiên bị thương. Các ngươi nhìn mặt nước. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ chỗ học viên kia vừa đứng, tại hai bên chỗ ụ đá, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một đường vân to lớn, dường như hồ nước bị cắt mở ra vậy. Chẳng lẽ là kiếm khí? Ảnh Phong bỗng nhiên hiểu ra cái gì, đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện trên một bên ụ đá, hắn hơi lay động cơ thể một cái, liền khôi phục bình ổn. Công tử,
có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở ta tiến lên, hơn nữa vô cùng sắc bén. Ảnh Phong dường như phát hiện ra đại lục mới vậy, cực kỳ kinh ngạc. Chung quanh tu sĩ khác không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ là kiêng nể thực lực Tiêu Phàm, không dám quá mức làm càn mà thôi. Kiếm Ý Cốc, xem ra thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chỗ sâu nơi xa nói. Ở vị trí hắn cách Ảnh Phong chỉ có 3 mét, nhưng mà hai nơi lại hoàn toàn tương phản, nơi Ảnh Phong có thể tùy tiện cảm nhận được kiếm khí tồn tại, mà hắn nơi này cũng chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua. Nhắm hai mắt, hồn lực Tiêu Phàm thả ra, chậm rãi hướng tới mặt hồ. Ân, Tiêu Phàm cau mày một cái, lập tức mở hai mắt ra, cười nói, thì ra là thế, xung quanh Kiếm Ý Cốc có một cái hồn giới nhìn không thấy, đối với tu sĩ không có ảnh hưởng gì, nhưng có thể hạn chế kiếm khí tiêu tán, cái hồn giới này thật đúng là quỷ dị. Dứt lời, Tiêu Phàm nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể nhẹ như lông hồng rơi trên ụ đá thứ nhất. Chỉ một thoáng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía có từng trận gió sắc bén gào thét đến, áo bào hắn rung động nhẹ nhẹ. Dừng lại trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa hướng về ụ đá thứ hai, khi hắn đạp vào cái ụ đá thứ hai, cỗ khí sắc bén kia lại mạnh lên không ít. Nhìn bốn phía, Tiêu Phàm cũng đại khái hiểu ra, từng dãy ụ đá này, rất hiển nhiên là đường thông xuống chỗ sâu dưới hồ, nguyên một đám học viên đứng trên ụ đá, chính là nơi tồn tại kiếm ý. Đồng thời, càng đến gần chỗ sâu, ụ đá càng ngày càng ít, kiếm khí đối mặt cũng càng ngày càng mạnh mẽ, người bình thường chưa chắc có thể chịu đựng được. Không biết có bao nhiêu ụ đá, lĩnh ngộ ở chỗ này chỉ có thể cảm nhận được kiếm khí mà thôi, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, căn bản không có khả năng, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Sau đó, hắn như một con khỉ hướng vào bên trong nhảy vọt đến, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một cái ụ đá đều không đến 3 cái nháy mắt. Nơi này gần Kiếm Ý Cốc, bất luận chọn dãy ụ đá nào cũng đều có 99 cái ụ đá, không biết Tiêu Phàm bao lâu có thể đi hết. Lần trước Lâu Ngạo Thiên có vẻ như cũng chỉ đạt tới đoạn thứ 96, 3 đoạn cuối cùng không thể đi đến, thực lực Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên không khác biệt lắm, chắc là cũng có thể đột phá đến đoạn 95, hoặc biết đâu có thể đột phá đến đoạn 99. Nơi này khảo nghiệm không phải là thực lực, mà là sự lĩnh ngộ kiếm đạo của một người, kiếm ý càng mạnh mới có thể đi càng xa, trong lịch sử Đại Ly Đế Triều, có vẻ như còn chưa có ai có thể bước đến đoạn 99. Tiêu Phàm cho dù có mạnh hơn cũng không có khả năng sáng tạo lịch sử. Rửa mắt mà đợi đi, các ngươi nhìn, hắn đã đến 60 đoạn, Lâu Ngạo Thiên có vẻ như không có nhanh như vậy đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng đến chỗ sâu Kiếm Ý Cốc, đám người cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận, bọn hắn mặc dù kiêng nể thực lực Tiêu Phàm, nhưng cũng không nghĩ Tiêu Phàm có thể vượt qua Lâu Ngạo Thiên. Về phần đoạn 99, chưa bao giờ có người đạt tới, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể. Phong Lang cùng hai người khinh thường liếc mắt tu sĩ bốn phía, sau đó cũng nhanh chóng cùng đi lên, trong mắt hai người bọn hắn, việc người khác không cách nào hoàn thành, cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm không thể. Chí ít, hai người bọn hắn đi theo Tiêu Phàm đến nay, còn không có phát hiện Tiêu Phàm có cái gì không làm được, trên người hắn luôn luôn sẽ có kỳ tích phát sinh. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã đến đoạn ụ đá 60, mặt hồ cũng càng ngày càng hẹp. Có mấy dãy ụ đá đã hội tụ vào một chỗ. Phía trước Tiêu Phàm, một thanh niên mặc áo đen tuổi hơn 20 đứng đấy, nhìn thấy Tiêu Phàm đến sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lùi cũng không phải, vào cũng không phải. Có thể đi đến nơi này đã là cực hạn hắn, trở về lại có Tiêu Phàm chặn đường. Tiêu, thanh niên mặc áo đen vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, hô một tiếng, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên. Trực tiếp từ trên đầu của hắn nhảy vọt qua, vượt qua hẳn mấy cái ụ đá. Thanh niên mặc áo đen trợn tròn mắt, trên bờ hồ những kẻ khinh thường Tiêu Phàm cũng đều ngây ra như phỗng. Mà mẹ nó, hắn còn có thể bay. Có người nhìn không được chửi ầm lên, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Phàm là người từng đi qua ụ đá đều rất rõ ràng, trên mặt hồ trọng lực so với bên ngoài nặng gấp khoảng 10 lần, càng đi chỗ sâu, trọng lực càng lớn. Muốn bay lên vô cùng khó, bằng không rất nhiều tu sĩ cũng không cần dọc theo đường ụ đá tiến lên. Hơn nữa mỗi một góc trên mặt hồ đều tràn đầy kiếm khí, một khi phi hành, 89 phần 10 sẽ bị kiếm khí chém trúng, rơi xuống nước, khi đó sẽ mất mặt khôn tả. Vì vậy,
có rất ít người phi hành trên dãy ụ đá, người chế tạo ụ đá cũng đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên thường cách một đoạn, rất nhiều dãy ụ đá sẽ tụ tập tại cùng một chỗ. Thứ nhất, càng đi vào sâu mặt hồ càng hẹp, không cách nào tạo nhiều ụ đá hơn, thứ hai, lại có thể cho các tu sĩ vừa đi về không bị tắc. Dù sao, rất nhiều người không chịu được áp lực kiếm khí, sẽ tìm cơ hội rút đi. Nơi xa, Tiêu Phàm bay lượn một cái trực tiếp nhảy qua mười mấy ụ đá, khi hắn rơi trên ụ đá kia, thân thể lay động, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ai bảo người sĩ diện, qua một lúc rơi xuống dưới mọi người sẽ có kịch hay để xem. Có tu sĩ âm thầm nguyền rủa Tiêu Phàm. Trên một cái ụ đá cách Tiêu Phàm không xa, một thiếu niên mặt mũi thanh tú đang ngồi, hắn đột nhiên mở hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên thần sắc không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp cả kinh kêu lên, Tiêu Phàm. Nghe được thanh âm này, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, quay đầu nhìn lại, ngay từ đầu còn không nhận ra, sau đó liền kinh ngạc nói, ngươi là thất giả. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, nàng chính là kiếm vương triều thất giả, Cố Vũ Hề. Cũng khó trách Tiêu Phàm không có nhận ra, Cố Vũ Hề tiến vào chiến hồn học viện đến nay, một mực nữ giả nam trang, có rất ít người có thể nhận ra thân phận nàng. Từ sau khi Tiêu Phàm giết Đại Long Ngũ Tử trên quý tộc yến hội, Cố Vũ Hề liền biết Tiêu Phàm đột phá đến chiến hoàng cảnh, mấy tháng đến nay, nàng một mực cố gắng tu luyện, thành công tiến vào nội viện, đột phá đến chiến hoàng cảnh. Nàng vốn tưởng mình đã có thể là đối thủ Tiêu Phàm, nhưng nào biết, Tiêu Phàm vừa về đến liền chém giết trên trăm chiến hoàng cảnh, càng giết 6 tên chiến hoàng cảnh đỉnh phong cùng gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh. Lúc ấy Cố Vũ Hề mắt trợn tròn, vốn dĩ nàng còn muốn giáo huấn Tiêu Phàm một cái, nhưng lại phát hiện sự chênh lệch giữa nàng và Tiêu Phàm càng lúc càng lớn. Nữ hài tử ra ra, đừng thù hận lớn như vậy, sự tình lúc trước, ngươi còn hận sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói. Hắn tự nhiên không biết sự thất vọng trong lòng nàng, một người vì một mục tiêu không ngừng phấn đấu, nhưng từ đầu đến cuối, phát hiện mục tiêu càng ngày càng xa, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền tiếp tục hướng kiếm ý cốc đi tiếp, căn bản không nhìn Cố Vũ Hề nhiều thêm một cái, điều này khiến Cố Vũ Hề càng thêm khó chịu, cắn răng nói, Tiêu Phàm, ta nhất định phải vượt qua ngươi, ta nhất định phải gia nhập Thánh Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.